Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 31. Không chỉ Tiêu Phàm tức giận, những người khác cũng lên cơn giận dữ, đây quả thực là đưa bọn hắn vào chỗ chết. Nơi này là bên trong đế cung, hơn 30 chiến vương cùng chiến hoàng bọn hắn muốn chạy trốn cũng khó, cho dù chạy trốn, Đại Long đế triều đoán chừng cũng truy nã toàn thành. Mấu chốt là bọn hắn còn phải chờ đủ một tháng tại Long Hoàng đế đô, cái này người bình thường không thể làm được. Vốn dĩ Tiêu Phàm coi là vòng thứ nhất sẽ không quá khó, dù sao chỉ là ở một tòa thành chờ đủ một tháng mà thôi, nhưng hắn không nghĩ tới là sẽ chơi như vậy. Trước đó bọn hắn không hiểu rõ bản thân vì sao lại trở thành kẻ địch đại gia tộc, hiện tại bọn hắn rốt cục hiểu rõ. Đến phá hư Đại Long đế cung, Đại Long đế triều sẽ bỏ qua cho bọn hắn mới là lạ. Bọn hắn ở nơi này đã như vậy, người ba tổ khác khẳng định cũng chẳng tốt đẹp gì, đoán chừng đang phải trốn chạy. Bắt thích khách, dám đến đế cung khiêu khích, đây là khiêu khích đế uy Đại Long ta sao? Bắt lấy, từng tiếng hét phẫn nộ từ bốn phương tám hướng vang lên, ngay sau đó từng bóng người lần lượt đạp không mà lên, gào thét về hướng bọn hắn. Tiêu Phàm vì có huyết yêu nhiều nhắc nhở, đã sớm có tư tưởng biết bát nhất, lúc một trưởng đánh xuống. Hắn liền biết rõ không tốt, không đợi bát đội trưởng mở miệng, Tiêu Phàm cấp tốc lao về bên ngoài đế cung, một cái hô hấp cũng đã không thấy tăm hơi. Nhưng mà những người khác không có vận khí tốt như vậy, lúc bọn hắn quay đầu nhìn lại phát hiện bát đội trưởng đã bỏ trốn mất dạng. Trong lòng đám người xúc động chửi thề, sát phương thí luyện này quá ác, lại chơi như vậy. Có hai ba người cũng phản ứng rất nhanh, hoặc là đã sớm biết rõ sẽ có chuyện như vậy. Bọn hắn cấp tốc lao về hướng chân trời, có điều những người khác lại không phản ứng kịp, đã bị tướng sĩ Đại Long vây vào giữa. Muốn xông ra khỏi vòng vây, vậy chỉ còn cách đối kháng. Không bao lâu, phía trên Đại Long đế cung truyền đến thanh âm một trận đao kiếm, chiến đấu kịch liệt dị thường. Chỉ có điều tất cả những cái này, tạm thời không có liên quan gì với Tiêu Phàm, với tốc độ của hắn rất nhanh liền lướt qua mấy tòa cung điện, liền ẩn núp bên trong một tòa cung điện. Thời khắc đáp xuống đất, Tiêu Phàm liền lấy mặt nạ trên mặt xuống, thay ra một bộ áo bào màu đen, đồng thời ẩn tàng đi khí tức bản thân. Mặc dù tạm thời thành công trốn thoát, nhưng sao lại có cảm giác vô cùng bất an. Tiêu Phàm cau mày một cái, thầm nghĩ trong lòng, sát phương thí luyện không nói không thể gỡ mặt nạ xuống, hơn nữa cũng không ai nhớ kỹ khuôn mặt mình, hẳn là sẽ bình an vượt qua một tháng mới đúng chứ. Trước hết nghĩ biện pháp rời khỏi đế cung rồi tính. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, ở bên trong đế cung này, Tiêu Phàm luôn cảm giác không an toàn. Thế nhưng nhìn bốn phía xung quanh, lại phát hiện thành cung cao ngất, ngẫu nhiên có Minh Châu tô điểm vô cùng sáng rõ, nhất thời không biết đi hướng nào. Hiện tại Đại Long đế cung tuần tra hết sức nghiêm mật, muốn ngự không rời đi, tạm thời không có khả năng, may mắn là, chỗ của hắn vị trí tương đối tối, cộng thêm xiêm y màu đen cùng công phu ẩn nấp khí tức, người bình thường căn bản không phát hiện được. Bằng không, hắn sớm đã bị tướng sĩ Đại Long vây công. Với thực lực hắn, muốn cưỡng ép lao ra chỉ cần không có chiến đế cảnh xuất thủ thì cũng không khó. Nhưng mà Tiêu Phàm nghĩ, vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn, dù sao còn có thời gian một tháng, nếu như gióng trống khua chiêng, một tháng này khẳng định không dễ chịu. Mặc kệ nhiều như vậy, rời đi trước rồi tính, đi được tới đâu hay tới đó. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Sau đó lắc mình một cái biến mất tại chỗ, không thấy tăm hơi. Giờ phút này, Đại Long đế cung, cửa đại điện hoàng cung lộng lẫy, một thanh niên áo bào trắng đứng đấy, hắn vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, hai tên tướng sĩ nơi xa đột nhiên đi đến, ngăn đường đi của hắn. Khởi bẩm nhị đế tử, đế cung xuất hiện thích khách, đế chủ hạ lệnh đêm nay đế cung ngoài đội tuần tra ra không cho bất luận kẻ nào đi lại, mời nhị đế tử lưu tại tẩm cung. Hai tên tướng sĩ cung kính quỳ gối trước người thanh niên áo bào trắng, một người trong đó mở miệng nói. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, tất nhiên sẽ nhận ra thanh niên áo bào trắng chính là nhị đế tử Long Thần lần trước tiến về Ly Hỏa Đế Đô Đại Long. Long Thần lông mày nhíu lại, rất nhanh liền giãn ra, khoát tay một cái nói, biết rồi, các ngươi đi làm việc đi. Rõ, nhị đế tử. Hai tướng sĩ cung kính thối lui. Long Thần quay người trở lại tẩm cung. Tay phải vuốt vuốt cằm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, thích khách làm sao lại xuất hiện ở đế cung. Muốn tìm cái chết chỉ cần một câu là được, không cần thiết phiền toái như vậy chứ.
Đột nhiên, ánh mắt Long Thần sáng lên, nói, 5 năm trước không phải cũng có một lần sao? Là sát phương thí luyện. Long Thần trong nháy mắt nghĩ đến sát phương thí luyện, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tiếc nuối, trầm ngâm nói, đáng tiếc, ta 1-2 năm này luôn trì hoãn để tu luyện, không thể lấy được bách thắng nhập trường khoán. Có điều cũng tốt, tam đại tổ chức sát thủ lấy đế triều chúng ta làm nơi thí luyện, vậy liền điểm mặt bọn hắn một chút, chơi trò chơi mèo bắt chuột. Vừa dứt lời, Long Thần đưa tay lấy ra một bộ áo bào đen, đeo một cái mặt nạ lên liền biến mất ở trong cung điện. Trong một tòa cung điện khác, trên chỗ chủ tọa, một nam tử trung niên mặc kim sắc long bào đang ngồi, khoảng chừng 50 tuổi, sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm nguyên một đám tướng sĩ phía dưới báo cáo. Khởi bẩm đế chủ, thích khách xâm nhập đế cung có 8 người, bị đại long cương thi ta chém giết 3 người ngay tại chỗ, bắt 2 người, có điều 2 người này giữa hàm răng cất giấu độc dược, cắn nát độc dược tự sát mà chết, còn có 3 người đang lẩn trốn. Một tướng quân mặc chiến bào màu trắng cung kính nói, không thể không nói, hiệu suất làm việc tướng sĩ Đại Long cực tốt. Tướng quân áo bào trắng lui sang một bên, một tướng quân áo bào đen khác tiến lên một bước nói, khởi bẩm đế chủ, trừ đế cung ra, còn có 2 đại gia tộc khác, cùng với chiến hồn học viện cũng xuất hiện sự tình tương tự thế này, hoài nghi sơ bộ chính là sát phương thí luyện 5 năm một lần. Sát phương thí luyện, quần thần nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ khó coi. Hiển nhiên rất nhiều người cũng có hiểu biết nhất định về cái gọi là sát phương thí luyện. Có điều, cũng có người không hiểu sát phương thí luyện, nhìn về phía tướng quân áo bào đen hỏi, Hắc Hổ tướng quân, sát phương thí luyện là cái gì? Hắc Hổ tướng quân nhìn Đại Long đế chủ, thấy Đại Long đế chủ gật đầu, Hắc Hổ tướng quân quay người nhìn về phía tất cả mọi người, giải thích một lần cho đám người về sát phương thí luyện. Quần thần kinh nghi một hồi, lại có người mở miệng, theo như Hắc Hổ tướng quân nói. Chúng ta chỉ cần tùy ý cho bọn hắn đợi tại Long Hoàng Đế Đô, không cần thiết lùng bắt bọn hắn. Không ít người gật đầu, nếu bọn họ chỉ tham gia thí luyện mà thôi, qua một khoảng thời gian khẳng định phải rời đi, phá hư cung điện đến mức này vẫn trong giới hạn chịu đựng, không cần thiết phải cử số người lớn đi lùng bắt bọn hắn. Báo, đột nhiên, một tiếng hét lớn ngoài cửa ra vào vang lên. Đại Long Đế chủ thần sắc cứng lại, thản nhiên nói tuyên. Khởi bẩm đế chủ, vừa rồi có đội tuần tra lấy được một ký ức thủy tinh. Thanh âm tiếp tục vang lên, ngay sau đó, một hoạn quan ôm một cái ký ức thủy tinh đi tới. Nghe được mấy chữ ký ức thủy tinh, Đại Long đế chủ cùng Hắc Bạch tướng quân kia hơi hơi ngưng tụ. Đại Long đế chủ lười nhác xem ký ức thủy tinh, khoát tay một cái nói, sao chép 1000 bản, phân phát xuống dưới, toàn thành lùng bắt thích khách. Khởi bẩm đế chủ, không cần thiết phải gióng trống khua chiêng như vậy chứ. Đúng vậy, đế chủ, không cần thiết lãng phí nhân lực vật lực, tùy theo bọn hắn là được. Có người đoán được ký ức thủy tinh này là cái gì, sau đó cả gan góp lời, lại có không ít người phụ họa. Các vị ái khanh, không cần nhiều lời, truyền ý chỉ của trẫm là được, tất cả mọi người lui ra đi, Hắc Bạch tướng quân ở lại. Đại Long đế chủ quát khẽ một tiếng, toàn trường lập tức yên tĩnh. Quần thần thối lui, chỉ có 2 tướng quân lưu lại. 2 người một mặc áo bào đen một mặc áo bào trắng, phân biệt rõ ràng, trên người phát ra khí tức vô cùng cường đại. Có thể khiến Đại Long đế chủ coi trọng, thực lực 2 người này cũng cực kỳ bất phàm. Hơn nữa, thanh danh của 2 người tại Đại Long đế triều cũng vô cùng vang dội. Tướng quân áo bào trắng tên là Bạch Long, tướng quân áo bào đen tên là Hắc Hổ, nhận được tín nhiệm sâu sắc của Đại Long đế chủ. Bạch Long, Hắc Hổ, chuyện này các ngươi 1 tháng này cần để ý. Người tam đại tổ chức sát thủ này chính là một nhóm kẻ điên, nếu như chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, bọn hắn sẽ lập tức nổi điên, đến lúc đó lại hủy diệt khắp đế đô. Hơn nữa, hôm nay chỉ là ngày đầu tiên, ngày mai cùng ngày kia đoán chừng sẽ còn có người 2 đại tổ chức sát thủ khác xuất hiện ở đế đô, nhìn thấy là giết. Trong mắt Đại Long đế chủ lóe lên một tia không kiên nhẫn. Từ khi hắn trở thành Đại Long đế chủ đến nay, sát phương thí luyện qua mấy năm lại xuất hiện một lần, chính hắn cũng đã thấy có chút phiền. Chủ yếu nhất là, nếu như không toàn lực đuổi bắt người tham gia sát phương thí luyện, người của tam đại tổ chức sát thủ liền sẽ phá hư khắp nơi. Phá hư thì cũng thôi, nhưng có thời điểm còn có người phải chết. Mười mấy năm trước có một lần, hắn vì không muốn nuông chiều tam đại tổ chức sát thủ, cho nên từ bỏ truy sát, vốn cho là không có việc gì. Nhưng mà,
về sau hắn mới phát hiện, Long gia hắn có mấy vị lão tổ bị người tổ chức tam đại sát thủ ám sát. Đây chính là nội tình Long gia tồn tại, cũng may những năm đó, giữa mấy đại đế triều cũng coi như cân bằng, nội bộ cũng tương đối hài hòa, Long gia mới không xuất hiện vấn đề gì. Từ sau lần đó, Đại Long đế chủ liền không dám thất lễ, mỗi lần sát phương thí luyện, hắn cũng toàn lực đuổi bắt sát thủ. Bởi vì chỉ có nhiều sát thủ chết mới đại biểu là Đại Long đế triều đang cực lực phối hợp với tam đại tổ chức sát thủ. Khi đó, những người điên ở tam đại tổ chức sát thủ kia mới không tùy ý phá hoại và giết chóc. Rõ, đế chủ, Hắc Hổ nhất định khiến bọn hắn hài lòng. Hắc Hồn lạnh lùng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, hàn mang sắc bén. Những người này đang liều mạng, tốt nhất là giết hết toàn bộ bọn hắn, đến lúc đó để tam đại tổ chức sát thủ không còn chỗ để khóc. Ngữ khí Bạch Long cũng băng hàn vô cùng. Cũng đừng nóng quá mức, hai đại gia tộc khác cùng Chiến Hồn Học Viện cũng khẳng định sẽ không đứng ngoài quan sát, nhớ kỹ mỗi ngày có người chết là đủ. Đại Long đế chủ thản nhiên nói. Tiêu Phàm ẩn nấp cẩn thận từng chút một trong thời gian khá lâu, trên đường nhiều lần gặp phải quân sĩ tuần tra, may mắn là Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, nguy hiểm mà tránh thoát mấy kiếp. Bà nó, quay vài vòng lại đi về chỗ cũ. Đại Long đế triều vì sao lại liều mạng như vậy? Tiêu Phàm trăm mối hoài nghi vẫn không có cách giải, đổi lại là hắn, dù sao không có tổn thất gì quá lớn, tùy tiện cho qua là được. Có điều, Tiêu Phàm cũng rốt cục hiểu rõ. Vòng thứ nhất sát phương thí luyện cũng không đơn giản, những đại gia tộc kia cùng tam đại tổ chức sát thủ ở giữa tựa như có một loại ước định bất thành văn, rất muốn giết chết bọn hắn. Chẳng lẽ giết chết chúng ta là được ban thưởng gì? Hoặc là không giết chúng ta sẽ bị trừng phạt? Vậy mới khiến bọn hắn liều mạng như vậy? Tiêu Phàm nghĩ thầm, có điều hắn quả thực đoán đúng, không giết bọn hắn sẽ bị tam đại tổ chức sát thủ trừng phạt. Đế triều tuy mạnh, nhưng mà trước mặt tam đại tổ chức sát thủ lại không tính là gì. Dù là gia tộc siêu cấp thánh thành cũng không thể không nể mặt tam đại tổ chức sát thủ. Nếu là nắm giữ năng lực độn thổ thì hay rồi, hoặc nắm giữ thuật xuyên tường cũng được. Nếu chỉ có năng lực bay lên trời, sẽ dễ dàng bị người nhìn thấu. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ ra, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn không trung một chút, lại phát hiện không trung có mấy đạo thân ảnh lóe qua, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiêu Phàm không đào tẩu từ không trung. Bởi vì không trung cũng có đội ngũ tuần tra, hơn nữa thực lực quân sĩ tuần tra ở trên so với đội ngũ dưới mặt đất còn cường đại hơn nhiều. Bất đắc dĩ, Tiêu Phàm đành phải tiếp tục tiến lên. Thật sự là đế cung thủ vệ quá xâm nghiêm, hơn nữa cũng không nơi nào có thể che chắn tốt. Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì không nhịn được lao ra, thế nhưng lại sợ kinh động đến chiến đế cảnh. Mặc dù hắn lĩnh ngộ ba loại ý cảnh, có thể nắm chắc không thèm để vào mắt bất kỳ kẻ nào dưới hoàng phủ chiến hoàng, nhưng ở trước mặt chiến đế, hắn vẫn chỉ là sâu kiến. À, nơi đó là... Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại, phía trước là một tòa phủ đệ to lớn, phía trên treo một khối bảng hiệu, Hàn Vân Cung. Cũng khó trách Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, một đường hắn đi tới thấy qua không ít cung điện, kim bích huy hoàng có không ít, nhưng nơi này nhìn qua lại cực kỳ bình thường, thậm chí có chút rách nát. Không hợp với toàn bộ đế cung. Hơn nữa, tu sĩ tuần tra bốn phía đều cố ý tránh nơi này, như kiêng dè cái gì. Hơn nữa, rất nhiều người đi đến nơi này cũng không khỏi thở dài. Tiêu Phàm nhìn bốn phía, hít sâu một hơi nói, hiện tại muốn ra ngoài dù sao cũng khá phiền toái, nơi này ngược lại là một nơi trốn tốt. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hạ quyết định, lúc thấy bốn phía không người, chân liền đạp lưu quang trích tinh bộ, trong nháy mắt xông vào trong đó. Vài khắc sau khi Tiêu Phàm tiến vào Hàn Vân Cung, chỗ lúc trước hắn vừa đứng xuất hiện một đạo thân ảnh, con người lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hàn Vân Cung. Những tướng sĩ kia nói có 8 người tiến vào đế cung, giết chết tại chỗ 3 người, 2 người uống thuốc độc tự sát, ta vừa mới giết 2 người, hẳn còn một người cuối cùng mới đúng. Bóng đen tự nhủ, cả tòa đế cung đều đã tìm hết, chỉ còn Hàn Vân Cung. Vừa nói đến Hàn Vân Cung, trong ánh mắt bóng đen liền không thấy chút lạnh lẽo nào nữa, chỉ có một loại tiếc hận cùng không đành lòng, thậm chí thương hại. Cửu muội, gần một năm không biết muội còn sống hay không, hy vọng kiếp sau muội đầu thai có thể khỏe mạnh hoạt bát. Bóng đen hít sâu một hơi, chậm rãi biến mất, cuối cùng vẫn không đi vào. Một phía khác, Tiêu Phàm lách mình tiến vào trong đại sảnh Hàn Vân Cung,
đột nhiên một cỗ hàn khí lạnh lẽo đập vào mặt, Tiêu Phàm không khỏi phát run. Cùng lúc đó, U Linh chiến hồn rung động, bỗng bảo hộ quanh người hắn. Vẻ mặt Tiêu Phàm nghiêm túc tới cực điểm, U Linh chiến hồn cảnh báo, có thể thấy rằng việc này không đơn giản. Khí độc, Tiêu Phàm nhún nhún cái mũi, vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Một cỗ khí hàn băng dọc theo đường hô hấp của hắn xông thẳng vào trong cơ thể, chỉ một lát sau, liền tiến vào hồn hải hắn. Mà việc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, ngày càng nhiều hàn khí mãnh liệt xông đến, dù là U Linh chiến hồn cũng chỉ có thể hấp thu một chút, không thể hấp thu toàn bộ. Sau một khắc, trong nháy mắt cảm giác toàn thân vô lực, cảm giác hồn hải đều ở chậm rãi đông kết, loại lực lượng này cực kỳ đáng sợ. Phải biết là hồn lực hắn còn thành hải, lực hàn băng tương tự làm sao có thể đông kết hồn hải hắn chứ? Không phải khí độc, mà là cực hàn chi lực. Sắc mặt Tiêu Phàm hơi đổi một chút, muốn quay người rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, một luồng phong bão hơi lạnh từ bốn phương tám hướng cuốn tới, vây hắn vào giữa. Ngoài cơ thể hắn đông kết từng tầng hàn băng thật dày. Hàn băng vẫn đang nhanh chóng khuếch tán dọc theo kinh mạch hắn, dọc theo mỗi một tế bào trong cơ thể hắn. Chỉ một lát sau, Tiêu Phàm liền phát hiện thân thể mình không động được, đến cả hồn lực bên trong hồn hải cũng bị đông kết, thậm chí ngay cả con mắt đều không thể chuyển động, chỉ có ý thức coi như còn minh mẫn. Mẹ kiếp, nơi này chính là một cái hố, ai nhảy vào đều chết. Trong lòng Tiêu Phàm giận mắng. Cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, không được, hàn khí này quá là đáng sợ, nghĩ biện pháp một chút, bằng không sớm muộn cũng chết lạnh chết ở chỗ này. Trong đại sảnh, thân thể Tiêu Phàm hóa thành một tòa băng điêu đứng ở đó, thân thể còn duy trì tư thế xoay người muốn đi. Dưới chân hắn, từng đạo hàn băng lan tràn ra, kéo dài hướng về bình phong bên trong tẩm cung. Giờ phút này trong tẩm cung, cũng có nhiều tượng đá hình người giống vậy đứng đấy. Duy trì đủ loại tư thế nhưng mà đã không có chút khí tức sinh mệnh nào. Bên trên giường nằm trong tẩm cung, một băng điêu to lớn đặt ở đó, nhìn kỹ, trong băng điêu có một đạo thân ảnh đang nằm. Đó là một nữ tử mặc quần lụa màu tím nhạt, chỉ tầm 18 tuổi, da trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô cùng, dung nhan trong suốt như ngọc, nhưng lại thanh tú cao nhã, da trắng nõn nà, đẹp không thể nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nàng yên tĩnh nằm trong băng điêu như một mỹ nhân đang ngủ, dáng vẻ nhàn nhã, một mái tóc xõa xuống một bên. Có điều, giờ phút này hàn băng ngoài cơ thể nàng đang từ từ hòa tan, hóa thành từng sợi hàn khí bạch sắc lan về bên ngoài, điểm cuối cùng chính là chỗ Tiêu Phàm. Chỉ là Tiêu Phàm tạm thời không có khả năng chú ý tới tất cả những thứ này, hồn lực hắn bị đông cứng, con mắt chỉ có thể nhìn thấy đồ vật trước người. Cái này rốt cuộc là thứ hàn khí gì? So với thiên nhiên băng tủy còn lạnh hơn. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, phải biết là U Linh chiến hồn đến hồn tủy còn không sợ hãi chút nào, bây giờ lại không cách nào lập tức thôn phệ cỗ hàn khí kia. Cũng may lão tử không chỉ có U Linh chiến hồn, còn có vô tận chiến hồn, còn có bạch thạch. Khóe miệng Tiêu Phàm lộ ra một tia cười đắc ý. Bởi vì hắn phát hiện, vô tận chiến hồn cũng có thể đốt luyện cỗ hàn khí kia, mà bạch thạch càng cực kỳ ưa thích loại hàn khí này. Đang điên cuồng hấp thu luyện hóa. Đồng thời, U Linh chiến hồn cũng không có bỏ qua, mặc dù tốc độ hấp thu hàn khí chậm một chút, nhưng vẫn còn có thể kiên trì. Cho dù không cần bạch thạch, U Linh chiến hồn cũng có thể giải trừ nguy cơ lần này. Có điều Tiêu Phàm tương đối lo lắng là nếu có người Đại Long Đế Triều đột nhiên xâm nhập nơi này, đến lúc đó sự tình sẽ phiền phức. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, bộ dáng nơi này đã suy tàn từ lâu. Hơn nữa xem từ phản ứng trước đó của những quân sĩ kia, hẳn là không ai muốn tiến vào, có lẽ bọn hắn đã sớm biết rõ tình huống nơi này. Hàn khí này đoán chừng đến chiến đế cũng chưa chắc chịu đựng được, chẳng lẽ phía dưới cung điện này cũng có thiên niên hồn tùy. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, hắn một bên luyện hóa hàn khí, một bên liếc nhìn bốn phía. Cuối cùng, tâm thần chìm vào trong tu la truyền thừa, muốn tìm kiếm một đáp án. Hồi lâu... Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, hiển nhiên, hắn đã tìm được thứ có liên quan tới hàn khí này, cũng bởi vì thế, nội tâm Tiêu Phàm mới kinh ngạc như vậy. Băng tộc, vậy mà là huyết mạch băng tộc, trong lòng Tiêu Phàm có chút run rẩy. Hắn từ trong tu la truyền thừa tìm đọc được rất nhiều thông tin, cuối cùng tìm tới thông tin duy nhất có liên quan tương xứng với hàn ý kia, chính là huyết mạch băng tộc.
huyết mạch băng tộc truyền thừa cực kỳ lâu đời, trong hàng trăm triệu tu sĩ, cũng chưa chắc có một người thức tỉnh được, hơn nữa quá trình thức tỉnh cực kỳ nguy hiểm, sẽ phóng xuất ra một loại khí chí hàn đáng sợ, đồng thời trong quá trình này, người thức tỉnh sẽ hôn mê bất tỉnh. Bởi vậy, người thức tỉnh nếu như không có ngoại lực trợ giúp, 89 phần 10 sẽ không thành công, hơn nữa người bình thường căn bản không làm gì được khí cực hàn bá đạo này. Mỗi loại huyết mạch đều có phương pháp thức tỉnh riêng biệt, nhưng mà sau khi thức tỉnh đều sẽ có rất nhiều ưu thế, huyết mạch chiến tộc như thế, huyết mạch băng tộc cũng vậy. Phàm là người thức tỉnh huyết mạch băng tộc, thực lực sẽ tăng lên đáng sợ, thậm chí đã từng có người thức tỉnh huyết mạch băng tộc đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết, chiến thần. Chiến thần, đây chính là cảnh giới thế nhân trong chiến hồn đại lục đều muốn chạm tới, mà gần như không thể chạm đến. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, thật sự là huyết mạch băng tộc quá là đáng sợ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thức tỉnh thành công. Tu La truyền thừa ghi chép, huyết mạch băng tộc thức tỉnh, nhất định phải xuất hàn khí ra khỏi cơ thể, tương tự mà nói, phàm là hồn lực cách người thức tỉnh trong vòng 100 mét, đều sẽ trong nháy mắt đông kết, nói cách khác, cách nơi này trong vòng 100 thước có một người đang thức tỉnh huyết mạch băng tộc. Trong lòng Tiêu Phàm phân tích, con mắt liếc nhìn trong đại sảnh. Mặc dù toàn thân tạm thời không động được, nhưng Tiêu Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy mặt đất có từng đạo hàn khí, từ trong bình phong kia lan tràn ra. Xem ra người thức tỉnh nằm sau tấm bình phong, hàn khí này còn muốn băng phong hồn hải ta, cứ thế này không phải biện pháp, nhất định phải chặt đứt liên hệ giữa ta cùng hàn khí. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ ngưng trọng, trong lòng đại khái đã có biện pháp. Sau một khắc, vô tận chiến hồn bỗng xuất hiện, hỏa diễm cuồn cuộn từ ngoài cơ thể hắn thiêu đốt lên, cả người Tiêu Phàm hoàn toàn đắm chìm trong kim sắc hỏa diễm. Hàn khí kia tựa như cảm ứng được sự tồn tại của vô tận chiến hồn, bước thẳng đến vô tận chiến hồn, dù sao chiến hồn cũng là từ hồn lực ngưng tụ mà thành. Nhưng mà vô tận chiến hồn lại có chút khác biệt, bản thân hắn là truyền thừa hệ hỏa, hỏa diễm chân chính. Băng hỏa vốn không thể dung hợp, vô tận chiến hồn cùng khí cực hàn đột nhiên quấn vào cùng một chỗ, giằng co lẫn nhau. Cảm nhận được khí cực hàn không tiếp tục tiến vào trong cơ thể, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi. Chỉ cần đầu nguồn hàn khí bị cắt ra, u linh chiến hồn cùng bạch thạch không bao lâu có thể luyện hóa hàn khí trong cơ thể hầu như không còn. Không để Tiêu Phàm thất vọng, sau 2 canh giờ, tất cả hàn khí trong hồn hải hắn đều bị bạch thạch luyện hóa, hàn băng ngoài cơ thể cũng tiêu tán hầu như không còn, thậm chí bạch thạch còn có cảm giác đói khát khó nhịn. Đói khát khó nhịn, khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, trong lòng có chút do dự. Lần trước vì giúp Mạc Thiên Nhai trị liệu thương thế chiến hồn, cuối cùng lại không chỉ chữa khỏi cho chiến hồn Mạc Thiên Nhai, còn làm cho chiến hồn hắn phát sinh biến dị, bát phẩm cửu u bạch hổ biến dị được cửu phẩm chiến hồn cửu u ma hổ, quá trình này đối với bạch thạch hao tổn năng lượng cực lớn. Mà huyết mạch băng tộc này thức tỉnh phóng xuất ra khí cực hàn, cực kỳ tinh thuần, so với thiên niên hồn tủy còn chân quý hơn, bạch thạch làm sao có thể bỏ qua. Liền tựa như một người đói khát nhìn thấy món ăn ngon, vừa mới ăn một miếng, vậy liền không cho hắn ăn, điều này khiến hắn làm sao chịu đựng được. Nơi này là Đại Long Đế Triều, người thức tỉnh huyết mạch băng tộc, nhất định là Long gia, ngộ nhỡ hắn thức tỉnh thành công, kết quả lại trở thành kẻ địch của mình thì sao? Tiêu Phàm nghĩ đến đây, hắn lại có chút do dự. Hàn khí này đối với bạch thạch mà nói tất nhiên là vật đại bổ, thậm chí ngay cả u linh chiến hồn cũng sẽ mạnh thêm một chút. Nhưng mà hắn không muốn tương lai phải đối mặt với một kẻ địch cường đại nắm giữ huyết mạch băng tộc. Dù sao, Tiêu Phàm hắn cũng có thủ với Long gia, Long Tiêu suýt thì bị hắn phế, nếu để cho người Long gia biết Tiêu Phàm hắn ở chỗ này, đoán chừng đã sớm tới giết. Cảm nhận được bạch thạch rung động, Tiêu Phàm lại có chút bất đắc dĩ. Do dự hồi lâu, sắc mặt Tiêu Phàm hung hăng, cắn răng nói thôi, dù sao ta tới tham gia sát phương thí luyện. Đối phương cũng không nhất định nhận ra ta, huống chi trước khi ta đi cũng chưa chắc đã tỉnh lại. Hơn nữa, dựa theo năng lượng vừa rồi chuyển đổi, nếu như hấp thụ toàn bộ những hàn khí này mà nói, hẳn là sẽ khiến song sinh chiến hồn biến dị tới cửu phẩm chiến hồn, việc mua bán này vẫn là có lời. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hít sâu một hơi đi về sau tấm bình phong. Tiêu Phàm toàn thân bùng cháy lên kim sắc hỏa diễm, ngăn cản cỗ hàn khí kia xâm nhập. Bạch thạch đã chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể hấp thu hàn khí. Đi qua bình phong,
từng tượng đá hình người lọt vào tầm mắt Tiêu Phàm. Liếc mắt đảo qua đám người, Tiêu Phàm khẽ thở dài một hơi, những người này hiển nhiên là gặp tai bay vạ gió. Hàn khí đến chiến đế còn không ngăn cản được, những hạ nhân như bọn họ làm sao ngăn cản được. Rất nhanh, con người Tiêu Phàm rơi vào khối băng điêu trên giường, không, nói cho đúng là nữ tử bên trong băng điêu kia. Dù với tâm tính của Tiêu Phàm cũng bị dung nhan của nữ tử này làm cho chấn kinh, trong lúc nhất thời không tìm ra được từ ngữ nào để hình dung, tựa như tiên nữ hạ trần. Có điều, Tiêu Phàm rất nhanh liền thu liếm tâm thần, cảm nhận được hàn khí phát ra trên người nữ tử kia, Tiêu Phàm so sánh với ghi chép liên quan tới huyết mạch băng tộc trong Tu La truyền thừa, hơi hơi cau mày một cái. Quả nhiên là huyết mạch băng tộc. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hàn khí nơi này so với bên ngoài càng thêm nồng hậu dày đặc, vô số hàn khí không ngừng đâm vào cùng một chỗ với vô tận chiến hồn. Tiêu Phàm không dám không kiêng nể gì liền triệu hồi ra vô tận chiến hồn ngăn cản lại, căn bản kiên trì không bao lâu, đến thời điểm sớm muộn sẽ xông phá bảo hộ của vô tận chiến hồn. Bạch Thạch, thỏa thích hấp thụ đi nha. Tiêu Phàm chậm chạp nói, thả ra tâm thần, Bạch Thạch bỗng phóng ra từng đạo quang mang bạch sắc, bao phủ xung quanh Tiêu Phàm. Ngay lúc đó, Tiêu Phàm triệt hồi vô tận chiến hồn, hàn khí vô tận điên cuồng dũng mãnh lao vào trong cơ thể hắn. Có điều lần này lại không tiến vào tàn phá bừa bãi kinh mạch và hồn hải của Tiêu Phàm mà bị quang mang bạch sắc dẫn lối, trực tiếp tiến vào trong Bạch Thạch. Trong phòng nổi lên một trận gió lớn, Bạch Thạch như không muốn sống, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Không phải là ảo giác chứ, tại sao ta cảm giác Bạch Thạch còn thông suốt hơn so với trước nhiều? Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện một vấn đề, Bạch Thạch ngay từ đầu toàn thân đục ngầu, nhưng mà hiện tại lại trong suốt hơn rất nhiều. Ngay từ đầu không chú ý tới, bởi vì cách mỗi một khoảng thời gian đều thấy Bạch Thạch, cho nên không phát hiện dị thường, nhưng mà giờ hồi tưởng lại, Bạch Thạch quả thật có chút khác biệt. Chẳng lẽ Bạch Thạch cũng có thể tiến hóa? Trong lòng Tiêu Phàm có một phỏng đoán thật lớn, có điều sau đó lại phủ định, một cụ đá làm sao có thể tiến hóa? Hay là bởi vì năng lượng dùng càng nhiều, nên lại càng óng ánh trong suốt? Chẳng lẽ cái thứ đục ngầu chính là năng lượng đá màu trắng? Tiêu Phàm đột nhiên cả kinh kêu lên. Nếu như thực sự là vậy, năng lượng đá màu trắng kia há không phải cũng có ngày sẽ dùng hết. Khiến Tiêu Phàm thở phào là, Bạch Thạch thôn phệ luyện hóa hàn khí so với trước trong suốt hơn rất nhiều, hơn nữa năng lượng ẩn chứa cũng cường đại hơn. Tiêu Phàm lúc này mới kết luận, Bạch Thạch đục ngầu không có mấy liên hệ tới năng lượng. Cho tới nay, Tiêu Phàm đều nhìn không thấu Bạch Thạch, cũng đành phải để Bạch Thạch sang một bên. Dù sao đồ vật này đối với mình chỉ có lợi mà vô hại, nó là thứ gì cũng không quan trọng nữa. Tiêu Phàm tựa như quên thời gian, thi triển nhất tâm nhị dụng, một bên thôn phệ hàn khí luyện hóa, một bên khác chú ý đến động tĩnh bốn phía. Không biết qua bao lâu, hàn khí quanh thân Tiêu Phàm ít rất nhiều, những băng điêu hình người kia cũng chậm chậm hòa tan, bộc lộ ra bản thể, ngã trên mặt đất. Chỉ là bởi vì qua thời gian quá lâu, bọn hắn cũng đã chết. Có điều thi thể vẫn duy trì hoàn hảo như cũ, giống như đang ngủ. Tâm thần Tiêu Phàm thỉnh thoảng chú ý nữ tử trên giường kia, một khi nàng tỉnh lại, chính là thời điểm bản thân rời đi. Thoáng cái trôi qua 5-6 ngày, Tiêu Phàm cũng không biết tình huống bên ngoài thế nào, chỉ biết U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn đều cường đại thêm không ít. Toàn thân Bạch Thạch tựa như trong suốt, đương nhiên đây cũng chỉ là so với trước đó mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn không có tạp chất. Có điều Bạch Thạch bây giờ nếu nói là một cục đá, còn không bằng nói là một tinh thể, màu sắc như format. Cũng đúng lúc này, hàn khí trong cơ thể thiếu nữ kia đã gần như biến mất, Tiêu Phàm có thể cảm ứng rõ ràng được tiếng hít thở yếu ớt của nàng, thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim nàng đập. Không sai biệt lắm. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hàn khí đã bị Bạch Thạch thôn phệ hầu như không còn, lưu lại đã không còn quá nhiều giá trị. Liếc nhìn thiếu nữ trên giường kia, Tiêu Phàm vẫn không hạ sát thủ, đối với người mình không nhận ra, hắn không xuống tay được, dù biết rõ đối phương là người Đại Long Đế Triều. Huống chi, bản thân hắn cũng từ trên người thiếu nữ này thu hoạch được không ít, năng lượng bên trong Bạch Thạch đủ để cho chiến hồn của hai người đột phá thành cửu phẩm. À, Bạch Thạch tại sao lại biến thành bộ dáng ban đầu? Tiêu Phàm vừa mới thu liếm tâm thần, liền phát hiện Bạch Thạch thay đổi bộ dáng. Sau đó lại thử hấp thu vài tia hàn khí còn sót lại trong không khí, Bạch Thạch lại sáng lên một lúc.
Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, có chút không hiểu sự kỳ lạ của đá màu trắng. Ngươi là ai? Đột nhiên, một thanh âm như nước như ca, thanh tịnh dễ nghe vang lên. Sắc mặt Tiêu Phàm khẽ trầm xuống một cái, phất tay, trên mặt đột nhiên xuất hiện một cái mặt nạ màu đen. Khi hắn nhìn về phía trước, lại phát hiện thiếu nữ trên giường vậy mà ngồi xuống, nghi hoặc nhìn hắn. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng không tốt, vừa rồi phát giác bạch thạch dị dạng, lại hoàn toàn không phát hiện thiếu nữ đã tỉnh lại, chỉ hy vọng nàng không thấy rõ khuôn mặt chân thực của mình. Nghĩ vậy, thân hình Tiêu Phàm lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Là hắn, vừa rồi hắn hút đi hàn khí trên người ta, là hắn cứu ta. Đầu thiếu nữ có chút không rõ, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, chậm chạp nói, vậy hắn vì sao lại đột nhiên đeo mặt nạ lên? Là sợ bị ta nhận ra sao? Thiếu nữ nghĩ không ra, chậm rãi ngồi dậy, đột nhiên nhìn thấy tầm 10 cỗ thi thể bên giường, lập tức phát ra tiếng kêu bén nhọn, ngay sau đó, một cỗ hàn khí đáng sợ lần nữa từ trên người nàng bộc phát ra. Vị trí cung điện nàng, trong nháy mắt bị đông cứng thành băng. Tiêu Phàm vừa mới trốn khỏi cung điện quay đầu nhìn lại, hít vào ngụm khí lạnh. Không thể nào, đây chính là lực lượng huyết mạch băng tộc. Tiêu Phàm mắt trợn tròn. Hắn may mắn vì bản thân vừa rồi không xuất thủ với thiếu nữ kia, bằng không bản thân sẽ gặp bất lợi. Vẫn may bây giờ là ban đêm, trời không tuyệt đường người, có vẻ như phòng thủ cũng giãn ra, rời đi trước rồi tính. Tiêu Phàm nhanh chóng thu liễm tâm thần, quỷ mị biến mất tại chỗ. Nhưng mà động tĩnh to lớn ở Hàn Vân Cung lại thu hút rất nhiều người chú ý, hàn khí đáng sợ lấy cung điện làm trung tâm tràn ngập ra tứ phương. Chuyện gì xảy ra? Các quân sĩ tuần tra chạy tới đây, kinh hãi nhìn cung điện đã ngưng kết thành băng, hít một hơi lạnh. Vừa rồi hình như ta nghe được thanh âm cửu công chúa. Lại có tu sĩ mở miệng nói, thần sắc khó mà bình tĩnh. Cũng đúng lúc này, lần lượt từng bóng người thoáng hiện, xuất hiện ở trước cung điện, một đám tướng sĩ đồng loạt quỳ lạy trên mặt đất, bái kiến đế chủ, nhị đế tử. Người tới chính là Đại Long đế chủ cùng Long thần, hai người nhìn nhau. Kinh ngạc nhìn về cung điện. Đúng lúc này, một thân ảnh uyển chuyển từ trong Hàn Vân Cung đi tới, thân thể có chút suy yếu, bước chân phù phiếm, nhưng Đại Long đế chủ cùng Long thần lại run rẩy, hồi lâu mới kêu lên. Long Vũ, cửu muội, đế cung, trong một tòa cung điện, người đến người đi, đều đang bận rộn chuyện gì. Bên ngoài cung điện, quân sĩ cũng đứng đầy. Cảm tạ ông trời, cửu công chúa rốt cuộc sống lại. Nói bậy gì đấy, cái gì mà cửu công chúa sống lại? Cửu công chúa vốn vẫn đang sống. Đúng vậy, cửu công chúa vạn phúc kim an, thọ cùng trời đất. Một đám các quân sĩ đang khe khẽ bàn luận cái gì, khó nén kích động cùng hưng phấn trong lòng, tựa như người sống lại là bản thân bọn hắn. Trong cung điện, thiếu nữ trước đó được Tiêu Phàm cứu, hơn nữa đã thức tỉnh huyết mạch băng tộc đang nằm trên giường, thiếu nữ tên là Long Vũ, chính là cửu công chúa Đại Long. Cửu Nhi, tốt hơn chưa? Đại Long đế chủ ngồi ở bên cạnh giường, lo lắng nhìn Long Vũ trên giường. Phụ đế, Cửu Nhi không sao, để người hao tổn nhiều tâm trí rồi. Long Vũ cười cười, nụ cười này, tựa như đến hoa còn muốn e lệ. Đại Long đế chủ càng hổ thẹn cúi thấp đầu, Long Vũ lại nói, phụ đế, Cửu Nhi hôn mê bao lâu? Cửu muội, người khiến chúng ta lo lắng muốn chết, dòng dã hôn mê hơn nửa năm. Đại Long đế chủ còn chưa mở miệng, Long thần đã nói. Thời khắc nhìn thấy Long Vũ, vô tình cùng coi thường trong mắt của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa, ngược lại lộ ra nét cười. Nếu như để những người khác thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, nhị đế tử luôn có tiếng lạnh lùng, vậy mà cũng nhoẻn miệng cười. Hơn nửa năm, Long Vũ kinh ngạc vô cùng, thật lâu mới bình tĩnh nói, đa tạ phụ đế, nhị ca vì ta hao tâm tổn ý. Tìm người chữa khỏi bệnh cho ta. Nói đến đây, Đại Long đế chủ cùng Long thần hổ thẹn vô cùng, không dám nhìn thẳng Long Vũ. Bọn hắn nào có tìm người đến trị bệnh cho Long Vũ, từ khi phát hiện hễ đến gần Long Vũ trong khoảng cách 100 mét liền biến thành băng điêu, rốt cuộc không có bất luận kẻ nào dám đi vào Hàn Vân Cung. Hàn Vân Cung cũng bởi vậy trở thành cấm địa Đại Long đế cung, dù là chính Đại Long đế chủ cũng không dám tùy tiện đi vào. Bởi vì hắn cũng khó có thể ngăn cản hàn khí kia. Phụ đế, nhị ca, các ngươi sao vậy? Long Vũ nghi ngờ nói. Cửu Nhi, phụ đế xin lỗi con.
Đại Long Đế chủ nghĩ là Long Vũ đang cố ý châm chọc hắn, thở dài thật sâu nói. Lúc đó, mặc dù hắn tìm mấy luyện dược sư đến chữa bệnh cho Long Vũ, nhưng những luyện dược sư kia đến cung điện cũng không vào gần được, làm sao có thể chữa khỏi bệnh cho Long Vũ. Cửu muội, muội cũng không nên trách phụ đế, cơ thể muội phát ra hàn khí, đến chiến đế còn không chịu được. Cũng không phải là phụ đế không muốn tìm người đến trị bệnh cho muội, mà là căn bản trị không được. Long thần vội vàng nói, sợ Long Vũ ghi hận hai phụ tử bọn hắn. Không phải, rõ ràng có người mà. Long Vũ càng nghi hoặc không hiểu, có điều rất nhanh liền lấy lại tinh thần, phụ đế, nhị ca, ý các ngươi là, không phải các ngươi tìm người chữa bệnh cho ta. Đúng vậy, con nói có người sao? Con nói là có người chữa khỏi bệnh cho con. Đại Long Đế chủ cũng trong nháy mắt hiểu ra, kinh ngạc nhìn Long Vũ nói. Long thần cũng kinh ngạc không hiểu, phải biết là, bọn hắn đã đi tìm rất nhiều luyện dược sư, cơ hồ tìm khắp luyện dược sư Đại Long Đế Triều, thậm chí còn tìm không ít luyện dược sư ở Đế Triều bên cạnh. Nhưng mà, bất kể là lục phẩm luyện dược sư hay là thất phẩm luyện dược sư, thậm chí còn có một bát phẩm luyện dược sư đều không có cách chữa trị cho Long Vũ. Hơn nữa những luyện dược sư kia nhất trí kết luận, trừ phi cửu phẩm dược thánh xuất thủ, tuyệt đối không ai có thể chữa khỏi cho Long Vũ. Vốn dĩ Đại Long Đế chủ cùng Long Thần coi là bệnh Long Vũ là tự chữa khỏi, thật không nghĩ đến nàng nói là được người khác chữa khỏi. Kể từ đó, liền chỉ có một khả năng giải thích, có cửu phẩm luyện dược sư xuất hiện ở nơi này, chữa khỏi bệnh cho Long Vũ liền rời đi. Nếu như là cửu phẩm luyện dược sư, vậy tất cả đều rõ ràng, với thực lực của bọn hắn không phát hiện được cũng là tất nhiên. Đúng vậy, người kia tuổi rất trẻ, không đến 20 tuổi. Long Vũ gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói, trong đầu còn hồi tưởng lại lúc nhìn thấy khuôn mặt lạ lẫm kia. Không đến 20 tuổi cửu phẩm luyện dược sư, Đại Long Đế chủ cùng Long Thần kinh ngạc không thôi. Cửu muội, muộn từng gặp qua hắn chưa? Có thể dùng hồn lực ngưng tụ ra chân dung hắn cho chúng ta nhìn xem. Long Thần lại hỏi, cửu phẩm luyện dược sư không đến 20 tuổi, cái này quá đáng sợ. Nếu như bị thế lực khác biết được, đoán chừng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế kéo hắn vào trận doanh mình. Được. Long Vũ suy nghĩ một chút nói, mặc dù nàng không biết Tiêu Phàm vì sao sợ nàng, trực tiếp đeo mặt nạ rời đi, nhưng mà giờ phút này nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy. Trong bàn tay, hồn lực nở rộ ra, tại hư không ngưng tụ ra một thân ảnh, Tiêu Phàm nằm mơ cũng không nghĩ đến Long Vũ vậy mà làm bại lộ thân phận hắn. Người kia là ai, bộ dáng có chút quen thuộc. Đại Long Đế chủ cau mày một cái, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh hồn lực trên không. Đại Long Đế chủ khá bình tĩnh, nhưng con ngươi Long Thần lại co rụt lại, trực tiếp kêu lên sợ hãi, là hắn. Nhị ca, ngươi biết hắn. Long Vũ trên mặt lộ ra thần sắc chờ mong, nói, nếu như ngươi biết hắn, nhất định phải mang ta đi cảm tạ hắn. Không sai, có thể cứu sống cửu nhi, đáng giá chấm tự mình đi tạ ơn hắn. Đại Long Đế chủ cũng hết sức cao hứng cười nói. Long Thần sắc mặt khó coi, cười khổ nói, phụ đế, chẳng lẽ người không nhớ, nhi thần đã từng cho người xem qua một chút tư liệu về người này sao? Đại Long Đế chủ cau mày một cái, đột nhiên hiểu rõ cái gì, trong mắt đột nhiên lóe qua một tia sát khí nói, là hắn. Tiêu Phàm cơ hồ đã phế đại ca ngươi, khó trách chấm làm sao cảm giác chân dung này rất quen thuộc. Cái gì, hắn phế đại ca? Long Vũ một mặt không tin, vội vàng giải thích, phụ đế, nhị ca, trong đó có phải có hiểu lầm gì đó hay không? Long Thần lắc đầu, hít sâu một hơi nói, bởi vì đại ca bị Tiêu U kia mê hoặc, muốn cướp đoạt hồn thú của hắn, còn muốn giết hắn, cuối cùng lại suýt bị hắn giết chết. Đó là đại ca không đúng trước. Long Vũ không chút do dự nói. Đại Long Đế chủ nghe vậy, sát khí trên mặt cũng trong nháy mắt biến mất, bởi vì Long Thần nói đúng là sự thật. Nếu như không phải Long Tiêu xuất thủ trước, Tiêu Phàm cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy. Phụ đế, Hài Nhi có chủ ý này. Ánh mắt Long Thần đột nhiên sáng lên nói, Hài Nhi lúc tại Đại Ly Đế Triều từng thu thập tư liệu của Tiêu Phàm, hắn đúng là một thất phẩm luyện dược sư, chỉ là bây giờ xem ra, hắn vẫn giấu kín thực lực bản thân mà thôi. Nếu hắn Tiêu Phàm nguyện ý cứu cửu muội, điều này nói rõ hắn cũng không muốn là địch của Long gia ta. Nếu như tìm được hắn, chúng ta có thể cung cấp cho hắn đầy đủ, để hắn chữa khỏi thương thế cho đại ca, ta nghĩ hắn sẽ không cự tuyệt.
Nếu để cho Tiêu Phàm nghe được, đoán chừng sẽ khịt mũi coi thường, lão tử là vì muốn bổ sung năng lượng cho Bạch Thạch mới làm như thế, cùng Long gia ngươi chả có tí quan hệ nào. Huống chi, cửu muội ngươi căn bản không phải là bị bệnh gì, mà là hàn khí huyết mạch băng tộc phá thể, ta thuận tiện cho rút hàn khí trong cơ thể nàng đi mà thôi, đâu phải cửu phẩm luyện dược sư gì gì chứ. Được rồi, chỉ là việc này hơi khó một chút. Đại Long đế chủ thở dài, nhìn vẻ mặt Long thần vô cùng nghi hoặc, lại nói, người đừng quên, Tiêu Phàm vì sao lại xuất hiện ở Đại Long đế cung ta. Phụ đế nói là sát phương thí luyện, Long thần khẽ run lên, hắn chẳng lẽ là người tam đại tổ chức sát thủ. Không đúng, thời gian trước, Ly Hỏa đế đô có người tên U Linh, tại sinh tử đấu trường thắng liên tiếp trăm trận được thưởng một tấm nhập trường khoán, chẳng lẽ hắn chính là U Linh. Không thể không nói. Năng lực phân tích của Long Thần vẫn là cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt nghĩ ra thân phận Tiêu Phàm. Phụ đế nói rất đúng, việc này khá khó, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Long Thần híp hai mắt, hít sâu một hơi nói. Phụ tử Long Thần muốn để Tiêu Phàm chữa khỏi cho Long Tiêu, trong lúc nhất thời cũng không biết ra tay thế nào. Nếu như Tiêu Phàm thực sự là người của tam đại tổ chức sát thủ, bọn hắn đi tìm Tiêu Phàm cũng không có khả năng gặp bọn hắn. Thậm chí, Tiêu Phàm sẽ không chút do dự chạy trốn, dù sao hắn suýt thì tự tay phế Long Tiêu, muốn chữa khỏi cho Long Tiêu cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa bây giờ còn đang trong sát phương thí luyện, Tiêu Phàm không có khả năng tin tưởng bất luận kẻ nào. Tính toán của phụ tử Long Thần, Tiêu Phàm tất nhiên không biết. Sau khi Tiêu Phàm rời khỏi Hàn Vân Cung liền trực tiếp đạp không mà lên, không bao lâu liền bay ra khỏi đế cung. Mấy ngày trước đây, người tam đại tổ chức sát thủ lục tục xuất hiện, bên trong đế cung phòng vệ nghiêm ngặt, nhưng mà mấy ngày nay lại thư giãn rất nhiều. Với năng lực Tiêu Phàm, lúc đế cung phòng thủ buông lỏng, muốn rời đi cũng không phải là chuyện khó khăn. Trên một đường phố phồn hoa náo nhiệt, Tiêu Phàm thay một bộ áo bào trắng, cả người nhìn qua tràn đầy tinh thần, khí tức trên người vô cùng bình ổn, căn bản không mảy may có bộ dáng sát thủ. Long Hoàng đế đô cũng không tệ. Có vẻ như so với Ly Hỏa đế đô còn phồn hoa hơn một chút. Tiêu Phàm đi ở trên đường cái, chỗ này cũng nhìn một cái, chỗ kia cũng nhìn một cái, nào giống người tham gia sát phương thí luyện, hoàn toàn chính là đến để đi dạo. Về phần sát thủ khác, Tiêu Phàm không biết bọn hắn hiện tại thế nào, có điều cái này đối với hắn không quan trọng, hắn có thể thông qua hay không, mấu chốt vẫn là liệu hắn có thể ở chỗ này chờ đủ một tháng không. Long Hoàng đế đô ban đêm cũng vô cùng náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, đáng tiếc chưa quen cuộc sống nơi đây, Tiêu Phàm không biết nên làm cái gì. Tìm một phòng nghỉ ngơi một đêm cho khỏe rồi tính. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng quyết định, nếu lãng phí thời gian, chỉ bằng an tâm lĩnh ngộ hủy diệt chi ý cùng khoái mạn chi ý. Giá, cút ngay, đột nhiên, một đạo thanh âm từ nơi xa phía sau hắn truyền đến, Tiêu Phàm quay đầu lại. Chỉ thấy một cự hổ cao lớn chạy vội trên đường phố, mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, bụi bặm cuồn cuộn. Cự hổ là lục giai hồn thú vân dực hổ, thiếu niên cả người khoác vân sam bạch sắc, cùng một thiếu nữ mặc quần lụa lục sắc đang cưỡi bên trên, nam tuấn Mỹ, tư thế hiên ngang, nữ tịnh lệ, duyên dáng yêu kiều, nhìn qua nghiễm nhiên là một cặp trời sinh. Mẹ kiếp, bảo ngươi cút ngay không nghe thấy sao? Một tiếng quát lạnh từ miệng thiếu niên vân sam bạch sắc phát ra, có một người không kịp thối lui, trực tiếp bị vân dực hổ một cước đạp bay, người kia xương cốt toàn thân vỡ vụn, kêu thảm một tiếng, tựa như đạn pháo bay ra ngoài. Tiểu hầu gia thật bá khí. Thiếu nữ quần màu lục bên cạnh vân sam bạch sắc cười hì hì một tiếng, trên mặt đều là vẻ nịnh nọt. Đúng vậy, đêm nay đưa nàng đi chính là muốn kích thích một chút, bất luận ai dám ngăn đường bản hầu gia đều chỉ có một con đường chết. Thiếu niên vân sam bạch sắc cười ha ha một tiếng, ngữ khí bá đạo vô cùng. Tiêu Phàm liếc nhìn dò xét thiếu niên, người này dáng dấp cũng mi thanh mục tú, trên người tản ra một cỗ khí tức cao quý, cả người cho người ta một loại cảm giác lộng lẫy, có điều tâm tính thế này liền không để vào lòng Tiêu Phàm. Người đi đường chỉ trỏ, nhưng mà ánh mắt có chút né tránh, hiển nhiên rất e ngại thiếu niên tự xưng là tiểu hầu gia. Tiêu Phàm mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng không muốn làm gì, dù sao hắn cũng đến tham gia sát phương thí luyện, bản thân nên ẩn nhẫn một chút. Hơn nữa thiên hạ to lớn, chuyện giết người đoạt mệnh quá mức phổ biến, khắp nơi đều có, quản được nơi này,
chẳng lẽ sẽ quản được toàn bộ thiên hạ sao? Chiến hồn đại lục, vốn là tàn khốc như thế, kẻ yếu bất cứ lúc nào cũng có thể đánh mất sinh mạng mình. Tiêu Phàm lách mình đi về một hướng, với tốc độ của hắn, Vân Dực Hổ căn bản không va chạm được đến hắn. Nhưng đúng lúc này, hư không đột nhiên vung ra một bóng roi hắc sắc, từ nơi không xa quét ngang đến. Ven đường không ít người bị bóng roi quất bay, miệng ngoác tới mang tai, tiếng kêu thảm thiết liên tục, rất nhiều người bị quất bay ra ngoài, căm tức nhìn hai người trên lưng Vân Dực Hổ, giận mà không dám nói gì. Ha ha, phải như thế này, dạng này mới kích thích. Tiểu hầu ra kia cười ha ha, tựa như rất ưa thích loại cảm giác máu me đầm đìa này. Sắc mặt Tiêu Phàm hơi hơi lạnh lẽo, một nam một nữ này thật đúng là quá bá đạo, người khác cũng đã nhường đường cho, người lại còn tâm ngoan thủ lạt như thế, chỉ vì cái gọi là kích thích. Nói thì chậm, mà thực ra rất nhanh, bóng roi hắc sắc kia thoáng cái đi tới trước mặt Tiêu Phàm, một khi bị vụt trúng, đoán chừng trên mặt hắn cũng phải lưu lại một vết sẹo. Ứng phó người khác, Tiêu Phàm ta không dễ quản ngươi, nhưng mà lão tử không phải tiểu nha đầu như ngươi có thể vũ nhục. Tiêu Phàm nhẹ nhàng nhấc tay lên, bóng roi kia bỗng rơi vào trong tay hắn, con ngươi lạnh lẽo đảo qua thiếu nữ quần màu lục trong không trung. Cút, thiếu nữ quần màu lục nào nghĩ đến, lại có người dám bắt lấy roi của nàng, lập tức sát khí nặng nề, mặt coi thường nhìn Tiêu Phàm giận dữ hét. Đám người cũng kinh ngạc không thôi, con ngươi nhao nhao rơi vào trên người Tiêu Phàm. Bọn hắn cũng không nghĩ đến có người dám xuất thủ với bạn gái thiếu niên áo bào trắng. Huynh đệ, đi nhanh đi, đừng đắc tội ác nhân này. Đúng vậy, tiểu hầu gia này nổi danh ngoan độc, hoa gia cũng là dòng chính, đến đế chủ còn tự mình phong hắn làm tiểu hầu gia, không có người nào nguyện ý đắc tội hắn. Phía sau có tu sĩ có lòng tốt nhắc nhở Tiêu Phàm, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm ý kiêng kỵ, nói xong một câu liền không thấy tăm hơi. Vừa rồi bọn họ đứng phía sau Tiêu Phàm, nếu như không phải Tiêu Phàm xuất thủ, mấy người bọn hắn sớm đã bị bóng roi kia quật tung bay, bởi vì bọn hắn căn bản là không dám phản kháng. Hoa gia, hình như là hai đại gia tộc Đại Long đế triều ngoại trừ Long gia đi, khó trách không kiêng nể gì như thế. Trong lòng Tiêu Phàm có chút hiểu biết về tiểu hầu gia. Tiểu tử, Vân Nhi bảo ngươi cút, ngươi không nghe thấy sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm nắm lấy trường tiên không thả, tiểu hầu gia áo trắng lập tức căm giận nhìn Tiêu Phàm kêu lên. Ngươi dám phản kháng mệnh lệnh tiểu hầu gia, tự tìm cái chết. Thiếu nữ quần màu lục kia lông mày nhíu lại, con ngươi trong nháy mắt lạnh lẽo, một cỗ băng hàn chi ý dọc theo trường tiên trong tay nàng xông thẳng đến Tiêu Phàm. Cút, Tiêu Phàm đâu có dễ dãi, đâu quan tâm ngươi là cái gì hầu gia, hầu tử. Cho dù tại Đại Ly đế triều, chính mình cũng không thèm nhìn tam đại gia tộc, huống chi tại Long Hoàng đế đô chỉ ở một tháng liền rời đi, sợ ngươi làm cái gì. Theo tiếng quát như sấm của Tiêu Phàm, cỗ băng hàn chi ý kia trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, trong tay hơi hơi dùng sức, thiếu nữ quần màu lục trên lưng Vân Dực Hổ lập tức bị kéo xuống tới. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm hất tay lên, trường tiên thoát khỏi tay thiếu nữ. Tiêu Phàm dùng sức chấn động, thiếu nữ quần màu lục bị trường tiên hung hăng quất vào trên mặt. Máu tươi chảy ra, cả người bay ra ngoài mấy chục trượng, liền đập xuống mặt đất. Trên mặt nàng, còn một vệt máu dữ tợn, xuyên vào xương cốt. Khốn kiếp, ngươi dám ra tay với Vân Nhi, bản hầu gia phế ngươi. Tiểu hầu gia kia thấy thế, phẫn nộ tới cực điểm, ở Long Hoàng đế đô này, ai dám không nể mặt hắn. Dù là mấy đại đế tử cùng công chúa, cũng chưa chắc dám ra tay với người của mình, tiểu tử ngươi tính là gì? Vừa dứt lời, tiểu hầu gia từ trên Vân Dực Hổ bay vụt xuống, đưa tay đánh một chưởng về hướng Tiêu Phàm. Tiểu hầu gia đúng không? Ta để ngươi biến thành hầu tử nghĩa là con khỉ. Tiêu Phàm cười lạnh, bản thân hắn chỉ biết lấy của người trả lại cho người mà thôi, vậy mà tiểu hầu gia kia muốn đưa bản thân hắn vào chỗ chết. Muốn đưa hắn vào chỗ chết, con người Tiêu Phàm trong nháy mắt biến băng lạnh, một sợi sát khí trong mắt hắn hiện ra. Chết đi! Tiểu hầu ra đánh một trưởng bá đạo hướng về Tiêu Phàm cau mày một cái, tiểu tử này mặc dù chỉ là phong vương chiến vương, nhưng thực lực một trưởng này thật đúng là không hề đơn giản. Việc này cũng từ khía cạnh nói rõ, tiểu hầu ra thật muốn nhất kích tất sát hắn. Cút, Tiêu Phàm tựa như lười nhác cùng hắn nói chuyện, trong miệng thốt ra một đạo hồn kiếm, tốc độ bắn ra nhanh chóng, thoáng cái liền xuất hiện ở trước người tiểu hầu ra.
Sắc mặt Tiểu Hầu gia hoàn toàn thay đổi, thời khắc vội vàng đưa tay hướng về hồn kiếm đánh tới. Tên gia hỏa này phản ứng cũng coi như cực nhanh nhưng hắn vẫn khinh thường hồn kiếm của Tiêu Phàm. Phốc, bàn tay Tiểu Hầu gia trực tiếp bị hồn kiếm xuyên thủng, máu tươi chảy ra, hắn tại hư không bổ nhào, rơi trên mặt đất, dưới chân lảo đảo một trận, lui ra phía sau vài chục bước mới dừng lại. Bàn tay phải của hắn bị một đạo kiếm mang xuyên thủng, máu tươi róc rách chảy, sắc mặt vặn vẹo. Ngươi dám ra tay với bản hầu gia? Tiểu Hầu gia sát khí nặng nề nhìn Tiêu Phàm. Tiểu Hầu gia, ngài phải thay Vân Nhi làm chủ. Thiếu nữ quần màu lục chậm rãi đi tới, một tay bụng mặt, một tay kéo cánh tay Tiểu Hầu gia, thân thể không ngừng ma sát cánh tay Tiểu Hầu gia. Cút ngay, Tiểu Hầu gia hất tay khác, trực tiếp đem thiếu nữ quần màu lục đập bay. Một bên khác trên mặt thiếu nữ quần màu lục lại thêm một trưởng ấn năm ngón tay. Người vây quanh cười lạnh nhìn thiếu nữ quần màu lục, trong mắt không có mảy may đồng tình, người cho rằng đi theo Tiểu Hầu gia liền có thể thăng chức rất nhanh sao? Người không biết Tiểu Hầu gia mỗi tháng đổi bao nhiêu nữ nhân sao? Tưởng là ôm đùi Tiểu Hầu gia liền có thể một đời nhàn nhã. Dạng nữ nhân như này bị Tiểu Hầu gia đùa chơi không biết có bao nhiêu. Cảm nhận được ánh mắt trào phúng của đám người. Thiếu nữ quần màu lục hung hăng liếc mắt chừng Tiêu Phàm, liền biến mất bên trong đám người. Nàng tự nhiên không dám ghi hận Tiểu Hầu gia, đành phải đem tất cả lửa giận chuyển đến trên người Tiêu Phàm, bất quá kiêng kỵ thực lực Tiêu Phàm nên không dám xuất thủ, chỉ có thể giận dữ rời đi. Tiểu tử, xưng tên ra, dám ra tay với bản hầu gia, người đáng giá để bản hầu gia nhớ kỹ tên ngươi. Tiểu Hầu gia lần nữa quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, một mặt cao cao tại thượng. Dù là Tiêu Phàm tùy tiện chỉ khiến hắn bị thương, hắn cũng hoàn toàn không mảy may sợ hãi. Cút, nghênh đón hắn vẫn chỉ có một chữ, dạng ngang ngược càn rỡ này không có thực lực, Tiêu Phàm thấy quá nhiều. Đóa hoa trong nhà ấm mà thôi, vẻn vẹn sống ở thế giới bên trong của mình, không cho hắn một chút giáo huấn, hắn thực không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Ngươi, sắc mặt Tiểu Hầu gia tái nhợt, từ khi sinh ra đến hiện tại. Đây là lần thứ nhất có người dám nói chuyện như thế với hắn. Bình thường ai nhìn thấy hắn không phải lấy lòng cũng chính là kính sợ, dù là trưởng bối nhìn thấy mình cũng cực kỳ sủng ái, lời nói Tiêu Phàm không thể nghi ngờ là một loại trùng kích to lớn đối với hắn. Tiểu tử, người biết bản hầu gia là ai không? Bản hầu gia là Hoa gia Hoa thiếu phi. Tiểu Hầu gia thanh âm càng ngày càng lạnh, nói đến ba chữ Hoa thiếu phi, hắn còn cố ý cường điệu một cái. Hắn tựa như nhìn thấy Tiêu Phàm nghe được tên mình sau liền quỳ trước mặt mình, trên mặt chậm rãi hiện lên nụ cười khinh bỉ. Ba, đáng tiếc, Tiêu Phàm chỉ băng lãnh phun ra một chữ khiến Tiểu Hầu gia Hoa thiếu phi tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, đồng thời, sát khí trên người Tiêu Phàm lặng yên xuất hiện. Đám người cũng kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ tiểu tử này thật dám giết Hoa thiếu phi hay sao? Hai, sát khí trên người Tiêu Phàm càng ngày càng đậm. Nhiệt độ bốn phía tựa như hạ thấp mười mấy độ. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Hoa thiếu phi khẽ cắn môi, phẫn nộ quát. Hắn biết hôm nay nhất định chịu thiệt ở chỗ này, trong lòng hắn có chút hối hận, sớm biết nên mang mấy người đi, nghĩ vậy, hắn lách mình hướng về Vân Dực Hổ bay đi. Còn muốn tiếp tục chơi kích thích, tai họa người khác, con người Tiêu Phàm băng lãnh, lật tay, một đạo kiếm khí xuất ra hóa thành một vệt sáng bắn vào mi tâm Vân Dực Hổ. Vân Dực Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, phù phù một tiếng ngã xuống đất, giãy giụa mấy lần liền rốt cuộc không có bất kỳ âm thanh gì. Ngay sau đó, vô số kiếm khí từ thể nội Vân Dực Hổ bắn ra, đem thi thể Vân Dực Hổ cắt thành bột mịn, một kiếm nhìn như bình thường thế nhưng ẩn chứa bất hủ kiếm ý. Ngươi, tiểu tử, ngươi có gan tiếp tục lưu lại Long Hoàng Đế Đô, bản hầu gia sẽ cho ngươi biết đắc tội ta thì hậu quả sẽ như thế nào. Hoa thiếu phi nghiến răng nghiến lợi thả ra một câu ngoan thoại, trên mặt tựa như che kín xương lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh. Một, Tiêu Phàm vẫn như cũ chỉ nói một chữ, vừa dứt lời, thân ảnh Tiêu Phàm bỗng tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước người Hoa thiếu phi, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện ba cây kim châm. Phốc, ba cây kim châm trong nháy mắt chui vào thể nội Hoa thiếu phi. Sau đó trên người Hoa thiếu phi điểm đến mấy lần mấy cái huyệt đạo. Hoa thiếu phi hoàn toàn không biết gì cả, khi hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đã trở lại vị trí cũ. Ngươi làm gì ta? Ha 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 ha, Hoa thiếu phi kinh khủng,
bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, thể nội bản thân tựa như thêm một chút đồ vật, hắn nhìn một lần hồn lực lại phát hiện, bên cạnh hồn hải có thêm ba cái kim châm. Chỉ là lời nói còn chưa dứt, Hoa Thiếu Phi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắn vội vàng dùng tay che miệng nhưng căn bản ngăn không được. Ngươi làm cái gì, ngươi không phải hầu gia sao, hiện tại để ngươi biến thành hầu tử. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, ai dám uy hiếp chính mình, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí. Chít chít tiếng nói vừa dứt, toàn thân Hoa Thiếu Phi có rút một trận, đột nhiên cuộn tròn núp ở cùng một chỗ, nhè răng trợn mắt nhưng lại cười ha ha, muốn nhiều khó coi có bấy nhiêu khó coi. Bộ dáng này không phải là hầu tử sao? Chẳng lẽ hắn thực biến thành hầu tử? Đám người kinh ngạc nhìn Hoa Thiếu Phi, bị thủ đoạn Tiêu Phàm làm cho chấn kinh thật sâu. Giết người dễ dàng, phế một người cũng dễ dàng, nhưng khiến một người biến thành hầu tử thật không dễ dàng, tu sĩ bọn hắn đừng nói nhìn thấy, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. À, người kia đâu? Lúc đám người lấy lại tinh thần lại phát hiện, Tiêu Phàm đã không thấy tăm hơi. Chít chít Hoa Thiếu Phi tiếp tục gọi, khoa tay múa chân, trên đường cái xuyên loạn. Đi mau, nếu như người Hoa ra đến, chúng ta đều phải chịu xui xẻo. Đám người lấy lại tinh thần, sắc mặt đại biến, sau đó tất cả đều không chút do dự tán đi. Dòng chính Hoa ra coi như một cục cưng quý giá, nếu như người Hoa ra biết Hoa Thiếu Phi bị biến thành hầu tử, đoán chừng không ít người đều phải chịu nạn, chí ít người ở đây không có một ai đào thoát. Cũng đúng lúc này, trong khắp ngõ ngách, có một đạo hắc ảnh, trong tay cầm ký ức thủy tinh, ánh mắt một trận lấp lóe, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết nói, người này hẳn cũng là một trong số đó. Về phần Tiêu Phàm, sớm đã rời đi mấy con phố, Long Hoàng đế đô thập phần rộng lớn, hắn hoàn toàn không lo lắng người Hoa gia sẽ tìm thấy hắn. Người giống như vậy, Tiêu Phàm một chút cũng không thương hại, huống chi hắn chọc họng súng vào bản thân mình. Trước tìm nơi nghỉ ngơi cho khỏe, việc ngày mai lại nói. Tiêu Phàm duỗi lưng mệt mỏi, chậm chạp nói. Một tòa phủ đệ cực kỳ tráng lệ rộng lớn tại Long Hoàng đế đô, bảng hiệu bên trên cửa ra vào múa viết hai chữ rồng bay phượng múa, Hoa Phủ. Trong chính sảnh Hoa Phủ giờ phút này đứng đầy tu sĩ, sắc mặt tất cả mọi người khó coi. Một cỗ khí tức áp bách trái tim tất cả mọi người. Chít chít ha ha, bên trong đại sảnh có một bạch y thiếu niên giống hầu tử, ngồi chồm hổm trên mặt đất phát ra thanh âm bén nhọn, động tác cùng hầu tử không khác nhau chút nào. Phía trên đại sảnh chủ tọa, một nam tử trung niên mặc cẩm bào cau mày, trong mắt lóe qua một vòng quang mang thâm thúy, người này chính là Hoa gia gia chủ, Hoa Thiên Bảo. Thiếu phi, là ai xuất thủ? Sắc mặt Hoa Thiên Bảo âm trầm. Trên người tản ra một loại uy áp đáng sợ, tất cả mọi người bên trong đại điện nín thở ngưng thần, cảm giác có một tòa cự nhạc đặt ở trong lòng. Là, chít chít Hoa Thiếu Phi vừa muốn nói cái gì, nhưng hắn rất nhanh liền không nhịn được cười lên, căn bản là nói không ra lời. Sắc mặt Hoa Thiên Bảo cực kỳ khó coi, nhìn về phía nam tử trung niên áo bào đen bên cạnh, nói Thiên Minh, luyện dược sư mời đến đâu. Nam tử trung niên áo bào đen tên là Hoa Thiên Minh. Cũng là thân đệ đệ của Hoa Thiên Bảo. Bình thường cực kỳ sủng ái đứa cháu Hoa Thiếu Phi này, nhìn thấy bộ dáng Hoa Thiếu Phi, hắn một mực nghiêm mặt. Đại ca, Vân Tông Sư tới. Hoa Thiên Minh nói, có thể trở thành Tông Sư, đây chính là thất phẩm luyện dược sư. Vừa dứt lời, một bóng người liền xuất hiện ở cửa đại sảnh Hoa gia, Hoa Thiên Bảo vội vàng đứng dậy nghênh đón, Vân Tông Sư, Hoa Mỗ chiêu đãi không chu đáo. Trước thay tiểu nhi nhìn xem đây là có chuyện gì. Hoa gia chủ khách khí. Vân Tông Sư khoát khoát tay, đi nhanh đến trước người Hoa Thiếu Phi. Trước mặt Hoa Thiên Bảo, dù là thất phẩm luyện dược sư cũng không dám tự cao tự đại. Những người khác vội vàng để ra một mảnh đất trống. Vân Tông Sư cầm lấy mạch đập Hoa Thiếu Phi, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra, hồi lâu mới đứng lên nói, Hoa gia chủ. Vân Tông Sư, Hoa Thiên Bảo vội vàng hỏi. Vân Tông Sư lắc đầu, cổ quái nói ra, Hoa gia chủ, Hoa Thiếu gia thân thể cũng không có vấn đề gì, chỉ là chung quanh hồn hải có ba cây kim châm, phong bế hồn hải hắn khiến không cách nào điều động hồn lực. Vân Tông Sư, mời ngài nhanh thay Thiếu Phi đem kim châm bước ra. Hoa Thiên Minh vội vàng nói. Vân Tông Sư lại cười khổ lắc lắc đầu nói, Hoa nhị gia, ta nghĩ Hoa gia chủ đã thử qua, hẳn đều làm không được, Vân Mỗ làm sao có thể làm được. Đại ca,
Hoa Thiên Minh dò xét tính hình phía Hoa Thiên Bảo. Hoa Thiên Bảo gật đầu, trong lòng cũng cực kỳ không được bình tĩnh. Ba cây kim châm rõ ràng chính là cắm ở bên cạnh hồn hải, nhưng lại có thể phong ấn chặt hồn lực, hơn nữa lấy thực lực hắn vậy mà dùng man lực không nhổ ra được. Tìm những người khác nhìn xem, Hoa Thiên Minh hỏi. Nghe vậy, Vân Tông Sư trong mắt hiện ra vẻ không thích. Hắn thân làm thất phẩm luyện dược sư đều làm không được, ngươi lại tìm những người khác, đây không phải nói rõ hắn không bằng người sao. Nếu tìm những người khác, Vân Tông Sư đã sớm rời đi, các ngươi không chào đón, ta cũng không cần thiết lưu lại. Nhưng trước mặt Hoa gia, Vân Tông Sư vẫn cấp đủ mặt mũi. Hoa Thiên Bảo chừng Hoa Thiên Minh liếc mắt, sau đó cười nói, Vân Tông Sư có thể có đề nghị gì hay không? Tiểu nhi dạng này cũng không có biện pháp. Hoa gia chủ, Hoa thiếu gia cũng không chịu tổn thương, chỉ cần đem ba cây kim châm bước ra liền không có gì trở ngại. Vân mẫu có câu nói, khả năng Hoa gia chủ không thích nghe. Vân Tông Sư hít sâu một cái nói. Nhìn thấy Hoa Thiên Bảo gật đầu, Vân Tông Sư lại nói, Hoa thiếu gia hẳn là đắc tội người nào, loại thủ pháp này rất kỳ lạ, không phải Vân mẫu tự đại, dù là bát phẩm luyện dược sư cũng không có thủ đoạn thần kỳ bậc này, cởi chuông phải do người buộc chuông. Sắc mặt Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh âm trầm, bọn hắn tự nhiên biết rõ phát sinh sự tình gì. Đúng rồi, Hoa gia chủ, người có nghe nói sự tình cửu công chúa tỉnh lại chưa? Vân Tông Sư đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, sự tình cửu công chúa tất cả mọi người rõ ràng, lúc ấy tất cả luyện dược sư kết luận chỉ có dược thánh mới có thể cứu nàng, bây giờ nàng đã tỉnh lại. Ngài nói là dược thánh cứu tỉnh cửu công chúa, Hoa Thiên Bảo ánh mắt sáng lên. Vân mỗ cáo từ. Vân Tông Sư cười gật gật đầu. Thiên Minh, đưa Vân Tông Sư rời đi. Trong lòng Hoa Thiên Bảo lập tức có chủ ý, chờ Vân Tông Sư rời đi, Hoa Thiên Bảo lại nói, nhanh chóng tìm người tổn thương thiếu phi mang về, nếu như phản kháng, giết chết bất luận tội. Đúng. Đám người gật đầu nói, sát khí lạnh lẽo, bọn hắn tự nhiên biết rõ ý tứ Hoa Thiên Bảo, nếu có người khác có thể giải quyết vấn đề Hoa thiếu phi, người kia cũng không cần giữ lại. Thiên Minh, người phụ trách lùng bắt người kia, ta đi đế cung một chuyến. Hoa Thiên Bảo nói, thần sắc vô cùng băng lãnh. Một chỗ khác, Tiêu Phàm tùy ý tìm một gian khách sạn vào ở, gian phòng thứ ba, cách một tháng thời gian còn 20 ngày, Tiêu Phàm không thể không cẩn thận chu đáo. Nếu là bình thường, hắn sẽ trực tiếp ở chỗ này 20 ngày là được, nhưng vì lý do an toàn, Tiêu Phàm không thể không chuẩn bị mấy ngày lại đổi một nơi khác. Ta làm sao luôn cảm giác tâm thần không yên? Tiêu Phàm xoa xoa huyệt thái dương, luôn cảm giác bị người nào tiếp cận, hắn thập phần tin tưởng loại cảm giác này của bản thân. Bởi vì mỗi lần gặp nguy hiểm, Tiêu Phàm đều sẽ có một loại cảm giác. Tiêu Phàm đem sự tình mấy ngày nay lặp đi lặp lại hồi tưởng một lần, chỉ có hai chuyện khiến nỗi lòng hắn có chút không yên, việc thứ nhất là Hàn Vân Cung của Long Đế Cung. Lúc ấy thiếu nữ kia nhìn thấy dung mạo hắn. Nếu như cùng Long gia có quan hệ, rất có thể bại lộ thân phận bản thân, đến thời điểm vì báo thù cho Long Tiêu, bản thân rất có thể có phiền phức. Một cái khác, khả năng cực lớn chính là vì Hoa thiếu phi tiểu hầu gia mới nãy bị hắn đùa giỡn, Hoa gia tại Đại Long Đế Triều cũng như mặt trời ban trưa. Hơn nữa, từ miệng người qua đường, hắn cũng biết Hoa gia dòng chính chỉ có một cây độc miêu này, Hoa thiếu phi khẳng định cũng được sủng ái, Hoa gia có lẽ sẽ báo thù cho hắn cũng khó nói. Nếu chỉ có một người, cũng coi là cục cưng quý giá, vậy liền giấu ở trong nhà, đừng đi ra ngoài gây mất mặt xấu hổ chứ. Tiêu Phàm âm thầm giận mắng một tiếng, để ý việc này một chút. Sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường thi triển nhất tâm nhị dụng, bắt đầu lĩnh ngộ tam trọng hủy diệt chi ý cùng khoái mạn chi ý. Đối với hai loại ý cảnh, Tiêu Phàm luôn cảm giác đụng chạm đến ngưỡng cửa tam trọng, nhưng vô luận như thế nào cũng đều bước không vào. Bất quá Tiêu Phàm cũng minh bạch, càng là lúc này lại càng không thể lo lắng, rất nhiều người sở dĩ bị tẩu hỏa nhập ma, khí huyết không tâm, chính là vì quá mức vội vàng, đến mức đi đến đường nghiêng. Bên trên công phu dưỡng khí, Tiêu Phàm cũng không yếu hơn bất luận kẻ nào, hiện tại lại thêm một mực học tập hồn điêu chi thuật, cũng từ từ tôi luyện ra tâm tính trầm ổn. Bởi vì hồn điêu chi thuật nhất định phải tâm bình khí hòa, bằng không rất khó thành công. Vì vậy bảo trì bình thản với hồn điêu sư là một loại bình thường rất đỗi quen thuộc, căn bản không cần cố ý đi ẩn nhẫn. Đêm chậm rãi trôi qua, quanh thân Tiêu Phàm tràn ngập một loại hồn lực ba động vi diệu,
tản ra khí tức hủy diệt, trong phòng cực kỳ áp bách. Đúng lúc này, cánh cửa gian phòng chậm rãi mở ra, một đạo hắc ảnh lách mình vào, con người sắc bén nháy mắt rơi trên người Tiêu Phàm phía trên giường. Lại còn dám tu luyện. Bóng đen lạnh lùng cười một tiếng, một đạo lãnh quang trong tay phá toái hư không, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Gạch nối. Bóng đen như gió, thân pháp cực kỳ quỷ dị, dù nhìn thấy Tiêu Phàm tu luyện, hắn cũng cơ hồ dùng toàn lực, đây chính là tôn chỉ sát thủ giết người. Sư tử vồ thỏ, cũng toàn lực ứng phó. Mắt thấy dao găm trong tay cách Tiêu Phàm chỉ có 3 thước, trong mắt hắc y nhân hiện ra một tia ý cười, tựa như nói, lại ít đi một đối thủ. Phốc, một tiếng vang giòn, ngay sau đó một đạo huyết kiếm bắn về phía không trung, trong phòng truyền ra một tiếng kêu thảm trầm thấp. Đạo hắc ảnh kia trong nháy mắt thối lui. Muốn đi, có phải cảm thấy muộn hay không? Thanh âm băng lãnh âm trầm vang lên, người nói chuyện dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm. Trong lòng Tiêu Phàm một mực không yên, hắn nào dám để toàn thân tiến vào trạng thái tu luyện đây, có năng lực nhất tâm nhị dụng không dùng, đó mới là ngu xuẩn. Khi hắc y nhân đi vào trong phòng hắn đã phát hiện, chỉ là không có động thủ mà thôi, bởi vì cho dù khí tức hắc y nhân ẩn tàng rất tốt. Tiêu Phàm cũng liếc mắt nhìn ra tu vi của hắn, chiến hoàng cảnh sơ kỳ. Nếu như không có phát hiện trước, chiến hoàng cảnh tiền kỳ xác thực đủ khả năng một kích chí mạng, có thể chém giết chiến hoàng cảnh trung kỳ. Nhưng phát hiện rồi thì lại là một chuyện khác, chính diện đối địch, Tiêu Phàm há lại sợ một chiến hoàng cảnh sơ kỳ. Thời khắc hắc y nhân tới gần, Tiêu Phàm cũng động, một đạo sát phạt chi kiếm gào thét mà ra, trực tiếp chặt đứt cánh tay hắc y nhân, máu tươi bay vụt. Hắc y nhân oa oa kêu lên. Bất quá hắc y nhân cũng phản ứng cực kỳ tấn mãnh, tự biết không địch được liền xoay người chạy. Thế nhưng chạy trốn được sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Tiêu Phàm xuất thủ, trong nháy mắt bóp lấy cổ hắc y nhân, 3 cây kim châm đánh vào xung quanh hồn hải hắn. Hắc y nhân trong nháy mắt giống như một bãi bùn nhão bị Tiêu Phàm vặn trong tay. Hồn hải bị phong, hắn chỉ như là một người bình thường mà thôi. Tiêu Phàm ném hắc y nhân, lạnh lùng quét mắt một vòng, híp mắt nói, ngươi tốt nhất đừng nuốt độc dược vào trong miệng, ta là một luyện dược sư, có 100 phương pháp để ngươi sống không bằng chết, không tin ngươi có thể thử xem. Hắn biết thân làm người tam đại tổ chức sát thủ, trong miệng đều sẽ có độc dược chí mạng, dù là chiến hoàng cũng không ngoại lệ. Bởi vì một khi rơi vào trong tay địch nhân, rất có thể bại lộ một chút sự tình tổ chức sát thủ, bản thân chết cũng liền thôi. Bằng không kết quả sẽ liên lụy rất nhiều người, trong đó không chỉ có thân nhân bọn hắn. Đương nhiên, có chút sát thủ độc hành, cũng không để ý tính mệnh bất luận kẻ nào, sống sót cũng không quan tâm, có lẽ sẽ không thôn phệ độc dược. Nhưng một khi bị tổ chức sát thủ phát hiện, loại người này khi đối mặt sẽ là tra tấn sống không bằng chết. Phàm là người gia nhập tổ chức sát thủ, trước khi tiến vào tổ chức đều sẽ tận mắt chứng kiến loại tra tấn kia. Rất nhiều người đều sẽ không chút do dự nuốt độc dược vào. Nghe được Tiêu Phàm nói, ánh mắt hắc y nhân lộ ra vẻ hoảng sợ, do dự hồi lâu, vẫn là cắn độc dược trong miệng. Mấy hơi thở, toàn thân hắc y nhân liền bắt đầu run rẩy, trong miệng phun từng dòng máu màu đen. Thật là có cốt khí, Tiêu Phàm phát hiện, bản thân quá khinh thường sát thủ này. Bất quá tốc độ hắn phản ứng cũng rất nhanh, một kim châm trực tiếp đánh vào vị trí trái tim hắc y nhân. Phong bế mấy cái huyệt vị. Một phen động tác này, trong miệng hắc y nhân liên tục phun ra mấy ngụm máu đen, một mặt kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, hắn thật không có chết. Có phải rất kinh ngạc hay không? Tiêu Phàm ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn hắc y nhân, nói ta không thích gạt người, ngươi hiện tại đến năng lực tự sát đều không có, nói ra có lẽ ta có thể cho ngươi chết một cái thống khoái. Toàn thân hắc y nhân run rẩy. Hiển nhiên hắn vẫn lựa chọn tin tưởng thân phận Tiêu Phàm là một luyện dược sư, sau đó mang theo thanh âm khàn khàn vang lên, ngươi muốn như thế nào? Nói một chút đi, là ai phái ngươi tới giết ta? Tiêu Phàm rót một ly trà, khẽ nhấp một cái nói. Không có người nào. Hắc y nhân nói ra. À, Tiêu Phàm con người u sâm nhìn chằm chằm hắc y nhân, không phải Hoa gia hay Long gia phái ngươi tới. Không phải, ta là sát thủ La Sinh Môn. Trước đó trên đường vô ý nhận ra ngươi, liền theo đuôi đến. Hắc y nhân không có giấu giếm. Vậy ngươi vì sao muốn giết ta? Tiêu Phàm cau mày một cái. Vòng thứ nhất không có bất luận quy tắc gì, mỗi người giết chết một người, vòng thứ hai liền thiếu đi một đối thủ,
cớ sao không làm? Huống chi, không chỉ ta giết ngươi, những người khác nhận ra ta cũng đồng dạng sẽ giết ta. Còn người hắc y nhân băng lãnh. À, còn có thể chơi như vậy. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn cũng không phải là người tam đại tổ chức sát thủ cho nên cũng không rõ ràng quy tắc cụ thể trong đó. Hiển nhiên, trừ quy tắc bát đội trưởng tuyên bố trước đó còn có một chút quy tắc ẩn tàng, chỉ cần không vi phạm dự tính ban đầu là được. Vòng thứ nhất diệt sát đối thủ, chết một người liền thiếu đi một người, vòng thứ hai tự nhiên cũng ít đối thủ cạnh tranh, dạng sự tình này cũng là quy tắc bên trong sát phương thí luyện. Đúng rồi, người nói người nhận ra ta, người làm sao nhận ra ta? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến vấn đề then chốt, bản thân trước đó đeo mặt nạ, hiện tại lộ chân dung, hắn là làm sao phát hiện a? Hắc y nhân hít sâu một cái, từ trong ngực lấy ra một mai thủy tinh cầu, nói ra cái này. Ký ức thủy tinh, Tiêu Phàm nhìn một chút, vận chuyển hồn lực quét mắt một vòng, cau mày nói, trong này làm sao có bộ dáng người tham gia sát phương thí luyện. Giờ phút này, trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ không bình tĩnh, bởi vì bên trong ký ức thủy tinh không chỉ là có bộ dáng hắn mang theo mặt nạ, còn có diện mạo trước khi đeo. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng cũng có thể đánh giá ra một hai, rất hiển nhiên hắc y nhân chính là nhận ra bản thân như vậy. Ngươi không phải người tam đại tổ chức sát thủ. Hắc y nhân kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, vấn đề này hắn thấy nhược trí. Không phải thì như thế nào? Tiêu Phàm cau mày, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng coi là người huyết lâu, nhưng hắn đồng dạng cũng tại sinh tử đấu trường trăm trận thắng liên tiếp mới đến nhập trường khoán. Một khi ngươi tiến vào vòng thứ nhất, tam đại tổ chức sát thủ liền sẽ đem hình dạng ngươi để lộ cho các đại gia tộc, tựa như Long gia cùng Hoa gia. Hơn nữa, bọn hắn cũng không thể không đến giết chúng ta, bởi vì nếu như bọn hắn không xuất thủ, tam đại tổ chức sát thủ sẽ xuất thủ, bọn hắn tình nguyện đối mặt một sát thủ chiến vương cùng chiến hoàng cảnh, cũng không nguyện ý đối mặt tam đại tổ chức sát thủ hủy diệt. Hắc y nhân một hơi nói xong. Trong lòng Tiêu Phàm thập phần không được bình tĩnh, hắn rốt cục biết rõ vì sao huyết yêu nhiêu nói vòng thứ nhất rất kích thích, sát phương thí luyện xác thực không đơn giản. Thua thiệt là hắn còn ở chỗ này ở ba ngày này đã đầy đủ khiến hắn chết mấy chục lần. Mẹ nó, vẫn là đại gia tộc biết chơi. Tiêu Phàm không khỏi nổi giận mắng, sau đó đem ký ức thủy tinh thu hồi, đưa tay vung lên, ba cây kim châm trong thể nội hắc y nhân bị rút ra, khoát tay một cái nói, ngươi đi đi. Ngươi không giết ta, hắc y nhân kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý hắn. Nếu như không phải hắn còn có mấy phần cốt khí, uống thuốc độc tự sát, Tiêu Phàm sẽ không có khả năng buông tha cho hắn. Hắc y nhân hơi nghiêng người, hướng về cửa ra vào xuyên đi. Vừa tới cửa ra vào, cửa phòng đột nhiên bị đá văng, hắc y nhân lập tức bị một cỗ lực lượng bàng bạc đánh bay, trong miệng phun máu không thôi, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Đi mau, hắc y nhân bay ngược về, hướng về Tiêu Phàm phía sau hét lớn. Thân thể tại hư không lật ngã nhào một cái, một kiếm hướng về phía trước đâm tới. Biến hóa bất thình lình khiến thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, ngay sau đó mấy cỗ khí thế bàng bạc xông thẳng đến, Tiêu Phàm tiện tay một vòng, trên mặt thêm ra một cái mặt nạ, thân hình lóe lên, từ một cửa sổ khác xông ra ngoài. Tiêu Phàm rất rõ ràng những người kia nhất định tới vì mình, hắn cũng không nghĩ đến hắc y nhân vậy mà thời điểm mấu chốt thay bản thân ngăn khuất cửa ra vào. Nghề nghiệp sát thủ tuy hắc ám, nhưng đều là cá tính mỗi người. Trong lòng Tiêu Phàm ngưng tụ, đây cũng là lần thứ nhất hắn đối với cái gọi là sát thủ chân chính lau mắt mà nhìn. Hắn vừa mới chạm hắc y nhân một tay, nhưng cũng không giết hắn, hắc y nhân phát ra cảm kích từ nội tâm, cho nên khi có người đánh tới, không chút do dự đem ân tình trả lại cho hắn. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm không còn khinh thường sát thủ, mặc dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng mỗi người đều quang minh lỗi lạc, cho dù chân tiểu nhân thật cũng không phải ngụy quân tử. Rời phòng mấy tức sau, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất hiển nhiên, hắc y nhân đã bị người khác giết. Tiêu Phàm vô tâm bận tâm, hắn rất nhanh liền dung nhập bên trong bóng đêm, tối nay nhất định là một đêm không bình yên, chỉ là hắn không biết người muốn giết hắn rốt cuộc là ai. Thời khắc Tiêu Phàm thất thần, mấy đạo thân ảnh phía trước phóng lên tận trời. Hiển nhiên đối phương đã sớm chuẩn bị. Dám đả thương thiếu gia nhà ta, để ngươi sống không bằng chết. Gầm lên một tiếng, bốn đạo thân ảnh bay vụt tới,
khí tức trên thân người đều là chiến hoàng trung hậu kỳ, xuất động 4 chiến hoàng trung hậu kỳ ẩn núp, đây quá để mắt Tiêu Phàm hắn rồi. Bất quá vẻn vẹn 4 người còn chưa đủ cho Tiêu Phàm nhìn. Hồng hộc, một đạo thanh phong thổi qua, chẳng biết lúc nào trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện Tu La Kiếm, hơn nữa Tu La Kiếm đã ra khỏi vỏ, quang mang băng lãnh ở trong màn đêm lóe qua. Trong mắt 4 người đối diện đều là vẻ khinh thường, Tiêu Phàm vừa động thủ, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra tu vi Tiêu Phàm, một chiến hoàng cảnh trung kỳ mà thôi, tại sao là đối thủ của 4 người được. Nghĩ vậy, trên mặt 4 người lộ ra vẻ khinh thường. Phốc, cũng đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ tại hư không vang lên, thần sắc 4 người trong nháy mắt ngưng kết ở nơi nào, kinh ngạc cúi đầu nhìn nửa thân dưới của mình. Quỷ dị là nửa người dưới nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Trong lòng 4 người kinh hãi không thôi, mình bị phân thây. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, một loại đau đớn tê tâm liệt phế xông lên não hải mấy người, lục phủ ngũ tạng rơi xuống, mấy người trong nháy mắt liền không có âm thanh. Tiêu Phàm từ bên người 4 người vút qua, khóe miệng hiện ra một vòng lãnh quang, mấy cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa. Quá trình này cũng chỉ là một cái hô hấp mà thôi, phát sinh quá nhanh. 4 cường giả chiến hoàng trung hậu kỳ đều không nghĩ đến phải chết, bản thân vậy mà sẽ bị người kia một kiếm giết chết, hơn nữa kiểu chết đều giống nhau như đúc. Thời gian 3 cái hô hấp lại có tầm 10 đạo thân ảnh từ 4 phương 8 hướng bắn ra, thần sắc băng lãnh nhìn phía dưới. Phía trên đường đi nhìn xuống 4 cỗ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, không ít tu sĩ không biết vì sao đang vây xem. Khốn kiếp, trong đó một nam tử trung niên áo đen nổi giận gầm lên một tiếng. Con ngươi nhìn bầu trời đêm thâm thúy phía xa, hóa thành một đạo chớp lóe truy đuổi theo. Mấy người các ngươi đi theo ta cùng đến nhị gia, các ngươi đem bọn hắn mang về gia tộc. Một người khác mở miệng, sau đó không chút do dự hướng về nam tử trung niên áo đen đuổi theo. Nam tử trung niên áo đen không phải người khác, chính là Hoa gia Hoa Thiên Minh. Tiêu Phàm trong bóng đêm ghé qua, bay lượn hơn mấy chục dặm mới dừng lại. Con người vô cùng băng lãnh tổn thương thiếu gia bọn họ. Nhìn là biết Hoa gia muốn giết ta. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, khóe miệng hiện ra vẻ trêu tức, tỏa hồn châm không phải dễ dàng rút như vậy. Cưỡng ép rút, hồn hải sẽ nổ tung, giết ta, Hoa thiếu phi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ân, đột nhiên, sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, thân hình lóe lên, không chút do dự hướng về một bên tránh đi. Phốc, một đạo ngân sắc thiểm quang từ phía sau đánh tới. Tốc độ nhanh vô cùng, nếu như không phải linh giác hắn tương đối cường đại, căn bản không có khả năng tránh thoát một kích này. Chiến hoàng đỉnh phong, con người Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh, sát khí nặng nề nhìn phương xa, một nam tử áo đen chậm rãi tới gần, trong tay nắm một chuôi trường kiếm, hàn mang lấp lóe, người tới chính là Hoa Thiên Minh. Nguyên lai là người tham gia sát phương thí luyện, phản ứng không tệ. Nhìn Tiêu Phàm ăn mặc, Hoa Thiên Minh liếc mắt liền nhận ra. Bởi vì hắn gặp qua không ít người như Tiêu Phàm. Người Hoa gia, Tiêu Phàm ngữ khí bình tĩnh, dư quang nhìn 4 phía. Không cần nhìn, giết ngươi chỉ mình ta là đủ, ngươi cũng đừng hòng rời khỏi Long Hoàng Đế Đô, một khi rời đi, thí luyện của ngươi liền kết thúc. Hoa Thiên Minh liếc mắt liền nhìn ra tâm tư Tiêu Phàm. Ngươi đối với sát phương thí luyện rất có hiểu biết, ngươi cho rằng ăn chắc ta. Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn. Cũng không phải là hắn e ngại Hoa Thiên Minh mà là hắn động tĩnh quá lớn, đến thời điểm đó sẽ đem những người khác hấp dẫn mà đến, bản thân sẽ gặp phiền phức. Tiêu Phàm thực lực tuy mạnh nhưng cũng không có khả năng một kích miểu sát một chiến hoàng đỉnh phong, hơn nữa, đây cũng chỉ là Tiêu Phàm dựa vào một kích vừa nãy đánh giá thực lực đối phương. Ai biết rõ cái này có phải ranh giới cuối cùng của đối phương hay không đây, nếu như không phải, kia chính là một trận tử đấu. Một khi những người đại gia tộc nhìn thấy hắn, nhất định sẽ không chút do dự giết chết. Trong lòng Tiêu Phàm giận mắng, sát phương thí luyện vòng thứ nhất cũng không phải dễ dàng như vậy, tất cả lỗ thủng đều bị bọn hắn sớm nghĩ đến. Hơn nữa, những người đại gia tộc cũng biết làm sao để ứng phó người tham gia sát phương thí luyện. Ngươi hiện tại có phải hối hận, sợ hãi hay không? Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Hôm nay, ngươi tai kiếp khó thoát. Hoa Thiên Minh cười lạnh, một mặt cao cao tại thượng quan sát Tiêu Phàm. Hối hận, sợ hãi, trong lòng Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, hối hận của mình là cái gì? Hối hận ngăn cản thiếu nữ quần màu lục kia, để cho nàng một roi quất trên mặt hắn.
hối hận vỗ một chưởng đến Hoa Thiếu Phi, trực tiếp để đánh giết hắn. Về phần cái gọi là sợ hãi, Tiêu Phàm tu luyện tới bây giờ trải qua sự tình không ít, hắn thực không biết hai chữ sợ hãi viết như thế nào. Sợ hãi ngược lại không có, bất quá ta xác thực hối hận. Tiêu Phàm thở dài, trong giọng nói đều là vẻ tiếc hận, lại nói ta hối hận chỉ là giáo huấn hắn một cái mà không có trực tiếp làm thịt hắn. Tiêu Phàm nói khiến Hoa Thiên Minh sắc mặt cứng đờ, con người cũng càng ngày càng băng hàn, âm thanh lạnh lùng nói, thật đúng là một kẻ không biết sống chết. Hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, bất quá trong đầu lại nghĩ tới Hoa Thiếu Phi, cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng nói, tiểu tử, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống, thành thành thật thật cùng ta về Hoa gia, rút ba cây kim châm trong thể nội Thiếu Phi, ta cho ngươi chết một cách thống khoái. Cho ta chết một cách thống khoái. Tiêu Phàm lạnh lùng không thôi, người này thật đúng là không phải bá đạo bình thường, muốn giết mình, tựa như cho bản thân một cái nhân từ. Trước đó Hoa Thiếu Phi là như thế, hiện tại Hoa gia thế hệ trước cũng là như thế, điều này không khỏi làm Tiêu Phàm lửa giận xen lẫn, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn. Ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi biết, Hoa Thiếu Phi chết chắc, ai cũng cứu không được hắn. Tiêu Phàm con ngươi càng ngày càng lạnh. Đã như vậy, vậy ngươi cũng có thể chết. Hoa Thiên Minh gầm lên một tiếng, một kiếm tại hư không xẹt qua một vòng, một dải lụa xông thẳng đến Tiêu Phàm. Hồng hộc, một đạo tia chớp màu trắng tản mát ra quang mang hừng hực xẹt qua chân trời, trong trời đêm cực kỳ dễ thấy, không biết còn tưởng rằng đó là thiểm điện. Tam trọng lôi chi kiếm ý, sắc mặt Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, chiến hoàng cảnh đỉnh phong lĩnh ngộ tam trọng ý cảnh là hoàng phủ chiến hoàng. Uy thế này không thể yếu hơn hỏa hoàng lúc chiến hoàng cảnh là bao nhiêu. Cũng may Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị, hắn tựa như đã sớm biết Hoa Thiên Minh muốn xuất thủ, chân đạp lưu quang trích tinh bộ cấp tốc lui lại, căn bản không cùng Hoa Thiên Minh chính diện giao thủ. Lúc trước ứng phó Ninh Vô Thánh, hắn tốn hao không ít công phu mới chém giết được, bây giờ hắn mặc dù so sánh với lần trước cường đại hơn rất nhiều nhưng cũng không có khả năng một kích chém giết một hoàng phủ chiến hoàng. Hơn nữa tình huống lần này cùng lần trước không giống nhau, lần trước có thể thỏa thích chiến đấu, mà lần này lại không thể hấp dẫn những người khác chú ý. Khoái mạn chi ý của Tiêu Phàm đã đạt tới nhị trọng đỉnh phong, chạm tới ngưỡng cửa tam trọng, mặc dù còn chưa chân chính bước vào tam trọng nhưng tốc độ Tiêu Phàm sớm đã không kém gì chiến hoàng đỉnh phong. Bởi vì chiến hoàng đỉnh phong lĩnh ngộ phong ý rất ít, lại càng không cần phải nói khoái mạn chi ý thuần túy. Có gan chớ né. Một kiếm chưa trúng, Hoa Thiên Minh lập tức phẫn nộ quát, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm xông lên. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, một kiếm kia cũng đã khiến bốn phía không ít người chú ý, một khi giao thủ sẽ có rất nhiều người chạy đến nơi này, nếu như thế sẽ rất phiền phức. Đương nhiên, ở trong mắt Hoa Thiên Minh, Tiêu Phàm cũng không đáng để huy động nhân lực, bởi vì Tiêu Phàm chỉ chạy trốn mà thôi. Hắn không biết. Tiêu Phàm sớm đã lĩnh ngộ tam trọng sát phạt chi ý có năng lực cùng hoàng phủ chiến hoàng chiến một trận, thậm chí có thể như giết Ninh Vô Thánh, trực tiếp chém giết hắn. Chiến hoàng cảnh so với tu sĩ khác cũng là lĩnh ngộ ý, cùng hồn lực có độ tinh thuần, kinh mạch có độ bền bỉ. Tiêu Phàm đối với ý cảnh lĩnh ngộ tự nhiên không cần nhiều lời, so sánh với hoàng phủ chiến hoàng cũng không yếu hơn bao nhiêu, mà hồn lực tinh thuần, trải qua u linh chiến hồn. Phệ hồn huyết tàm còn có vô tận chiến quyết rèn luyện, độ tinh thuần hồn lực Tiêu Phàm tuyệt đối chỉ dưới chiến đế. Về phần độ bền bỉ kinh mạch, Tiêu Phàm cụ thể không biết, nhưng cũng tự nhận là không thể so với chiến hoàng đỉnh phong kém hơn là bao. Bất quá giờ phút này hắn lại không thể không chạy, trong lòng cực kỳ biệt khuất. Mẹ nó, quá bị động. Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng, dưới chân lại không chần chờ chút nào, rất nhanh liền đem Hoa Thiên Minh bỏ lại đằng sau. Muốn lộng chết hắn cũng khá dễ dàng, coi như không cần phệ hồn huyết tàm cũng còn có hủ cốt thực hồn tán tinh luyện trước đó. Chỉ là hủ cốt phệ hồn tán quá mức bá đạo, nếu phát tán đoán chừng sẽ khiến tòa Long Hoàng đế đô chết một nửa. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Chỉ là hắn căn bản không xuống tay được, nếu vì giết một người Hoa gia mà mất đến hàng vạn tu sĩ, loại thủ đoạn tàn nhẫn này Tiêu Phàm không thi triển ra được. Hắn chỉ có thể mượn nhờ ưu thế tốc độ. Hất Hoa Thiên Minh, bất quá Tiêu Phàm rất nhanh lại phát hiện một vấn đề. Mặc dù thời gian ngắn có thể tránh hắn, nhưng hắn vẫn đuổi theo, trên người kẻ này hẳn là có năng lực truy tìm khí tức của ta. Tiêu Phàm một bên phi nhanh,
một bên suy nghĩ sâu xa. Hắn may mắn bây giờ là ban đêm, bằng không sự tình liền phiền phức. Nhìn chân trời đã có chút tia nắng, Tiêu Phàm biết đoán chừng không bao lâu trời sẽ sáng, nếu như đến thời điểm đó còn không đào thoát kịp, bản thân cũng chỉ có thể chạy ra khỏi Long Hoàng Đế Đô. Một khi rời Long Hoàng Đế Đô, vậy là nhiệm vụ thất bại, Tiêu Phàm mặc dù không biết Huyết Lâu có thể biết rõ vị trí bản thân hay không, nhưng hắn cũng không dám đánh cược. Mặt nạ chỉ có thể cải biến khí tức, hơn nữa nhất định phải đeo trên mặt, sớm biết rõ trước đó không nên mang theo. Nếu như có thể trực tiếp cải biến khí tức, thậm chí cải biến khuôn mặt, công pháp liền tốt. Tiêu Phàm thầm nghĩ đến, chờ đã, tu la truyền thừa tốt xấu cũng truyền thừa mấy ngàn năm, có lẽ có dạng công pháp này. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm thi triển nhất tâm nhị dụng, vừa chạy vừa bên trong tu la truyền thừa tìm kiếm công pháp cải biến khí tức cùng dung mạo. Mẹ kiếp, tốc độ tiểu tử này thật đúng là nhanh, nếu như không phải chiến hồn ta có thể truy tung khí tức hồn lực riêng biệt trên người hắn, có lẽ thật đúng là truy không được. Phía sau Hoa Thiên Minh theo đuổi không bỏ. Chính như Tiêu Phàm suy nghĩ, Hoa Thiên Minh quả thật có thể truy tung khí tức Tiêu Phàm bởi vì chiến hồn của hắn tương đối đặc thù. Trời cũng nhanh sáng, ngươi chạy không thoát, dám giết người Hoa gia, ta phải chuẩn bị thật tốt để giết ngươi. Con ngươi Hoa Thiên Minh băng lãnh, cấp tốc hướng về chân trời lao đi, hướng kia chính là phương hướng Tiêu Phàm đào vong. Tiêu Phàm một mực mang theo Hoa Thiên Minh vòng quanh trên không Long Hoàng Đế Đô, may mà Long Hoàng Đế Đô so với Ly Hỏa Đế Đô cũng không nhỏ, dù là cường giả chiến hoàng cũng không phải thời gian ngắn có thể đi dạo hết. Có rồi. Đột nhiên, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, vô số tin tức xông vào đầu óc hắn, sau đó trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hồi lâu mới biệt xuất mấy chữ, lục phẩm chiến kỹ phân cân thác cốt thủ. Cũng khó trách Tiêu Phàm ngoài ý muốn như thế, làm người hai đời, kiếp trước cái tên này hắn cũng đã được nghe không ít lần. Chiến kỹ phẩm giai mặc dù thấp nhưng cải biến dung mạo còn được. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói, bất quá phân cân thác cốt thủ chỉ có thể cải biến hình dạng, cải biến khí tức hồn lực còn phải học một loại công pháp hồn biến liễm tức thuật. So với phân cân thác cốt thủ, phẩm giai hồn biến liễm tức thuật liền cao hơn rất nhiều, chính là bát phẩm công pháp, chỉ là lấy ký ức tu la truyền thừa của hắn bây giờ cũng không hoàn toàn làm được. Cùng là công pháp, kỳ thật cũng là một loại chiến kỹ, một loại có thể biến hóa hồn lực khí tức cùng chiến kỹ thu liễm khí tức hồn lực. Loại công pháp này vốn là một loại chiến kỹ sát thủ lĩnh ngộ ra, bởi vì thời điểm ẩn núp nhất định phải hoàn toàn thu liễm khí tức, không cho mục tiêu phát hiện. Tu la điện vốn am hiểu ám sát chi đạo, tự nhiên cũng thu thập những công pháp riêng biệt này. Hơn nữa, hồn biến liễm tức thuật tu luyện cấp độ càng cao, thời gian thu liễm khí tức cũng càng dài, chủng loại biến hóa khí tức hồn lực cũng càng nhiều, đối với hồn lực tiêu hao lại càng nhỏ. Loại thu liễm khí tức hồn lực không phải tu sĩ thấp giai trước mặt tu sĩ cao giai thu liễm, mà là hoàn toàn thu liễm, nếu như không phải dùng mắt nhìn, dù là tu sĩ cao giai cũng không cảm ứng được hắn tồn tại. Thời gian không nhiều, hay là trước tu luyện hồn biến liễm tức thuật đi, tu luyện nhất trọng không khó lắm, chỉ cần tu luyện tới nhất trọng liền có thể giữ 6 canh giờ, thoát khỏi người Hoa gia dễ như trở bàn tay. Nhìn trời càng ngày càng sáng, Tiêu Phàm quyết định trước học hồn biến liễm tức thuật. Sau đó lần nữa thi triển nhất tâm nhị dụng, một bên đi vòng vèo, một bên lĩnh ngộ hồn biến liễm tức thuật. Nếu đổi lại một người khác, coi như cho hắn một bộ công pháp như thế này, dù là lục phẩm, thất phẩm công pháp trong thời gian ngắn đều căn bản không có khả năng học được, huống chi là bát phẩm. Nhưng Tiêu Phàm lại khác biệt, bất kỳ công pháp cùng chiến kỹ gì trong mắt hắn đều không quá khó, dù là bát phẩm cũng chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Hơn nữa Tiêu Phàm hiện tại cũng không muốn đem hồn biến liễm tức thuật tu luyện tới đỉnh phong, chỉ cần tu luyện tới nhất trọng là đủ. Sau khi thể xác cùng tinh thần nhập trong đầu, thời gian vẻn vẹn hơn nửa chén trà nhỏ. Trên người Tiêu Phàm đột nhiên tản ra một cỗ hồn lực yếu ớt ba động. Ngay sau đó, khí tức trên người Tiêu Phàm trong nháy mắt nội liếm, nếu như không thể chân thực nhìn thấy Tiêu Phàm, căn bản là phát hiện không được hắn tồn tại. Ngay lúc đó, Tiêu Phàm mở hai mắt, trên mặt lộ ra nụ cười, không nói năng lực cải biến khí tức hồn lực, cho dù chỉ có thể thu liếm khí tức hồn lực cũng đủ vứt bỏ hắn, sau này tìm nơi tu luyện phân cân thác cốt thủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm nhìn phía sau, khóe miệng dương lên, sau đó hóa thành một vệt sáng bắn vào bên trong đường đi Long Hoàng Đế Đô. Gạch nối. Người đâu, làm sao khí tức toàn bộ không thấy.
Không bao lâu, Hoa Thiên Minh chạy tới nơi trước đó Tiêu Phàm thu liếm khí tức hồn lực, nhún nhún cái mũi lại phát hiện khí tức đột nhiên hoàn toàn mất. Cũng khó trách Hoa Thiên Minh kinh ngạc như thế, khí tức hồn lực đặc biệt nhất, không có khả năng tùy tiện biến mất, dù đi qua mấy canh giờ cũng sẽ có một chút khí tức lưu lại. Hoa Thiên Minh đối với lỗ mũi mình thập phần tự tin, nhưng hiện tại, khí tức Tiêu Phàm lại không có lưu lại, tựa như người này đột nhiên bốc hơi. Nếu là người tổ chức sát thủ, có lẽ có thủ đoạn thu liếm khí tức hồn lực, lần này tính là ngươi hảo vận, một tháng còn có hơn 20 ngày, cho dù mất khí tức hồn lực, nhưng ngươi cải biến không được dung mạo, chậm rãi đùa với ngươi. Hoa Thiên Minh hừ lạnh một tiếng liền hướng nơi xa bay đi. Một góc nơi xa, Tiêu Phàm nhìn thấy Hoa Thiên Minh rời đi cũng buông lỏng một hơi, trong mắt hiện lên ý cười nói, trước tìm nơi đem hồn biến liếm tức thuật tu luyện tới tam trọng rồi nói, thuận tiện đem phân cân thác cốt thủ cũng tu luyện một chút. Hồn biến liếm tức thuật nhất trọng có thể liếm tức 6 canh giờ, đồng thời có thể biến hóa ra một loại khí tức khác. Nhị trọng có thể liếm tức 1 ngày, đồng thời có thể biến hóa ra 2 loại khí tức, mà tam trọng chính là 2 ngày, có thể biến thành 4 loại khí tức. Hiện tại hồn biến liếm tức thuật bên trong tu la truyền thừa cũng chỉ có tam trọng phía trước, về phần đằng sau, cho dù Tiêu Phàm trong thời gian ngắn cũng không nhất định có thể tu luyện thành công. Mặc dù không biết hồn biến liếm tức thuật có mấy trọng, nhưng đối với tam trọng phía trước, Tiêu Phàm còn có chút tự tin. Về phần phân cân thác cốt thủ, Tiêu Phàm dùng để cải biến dung mạo, kể từ đó, cho dù người khác biết rõ dung mạo của mình cũng không phát hiện được hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chậm rãi biến mất ở cuối con đường, mà giờ phút này, chân trời cũng đã sáng, một sợi ánh nắng kim sắc bắn ra hướng đại địa. Hoa Thiên Minh rất nhanh trở lại đến Hoa Phủ, giờ phút này, sắc mặt Hoa Thiên Bảo âm trầm ngồi tại trong đại sảnh, những người khác đứng ở đó, thở mạnh cũng không dám. Thiên Minh, thế nào? Nhìn thấy Hoa Thiên Minh trở về, Hoa Thiên Bảo mở miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Thiên Minh, sợ bỏ lỡ cái gì. Đại ca, ta vô dụng, để hắn trốn rồi. Sắc mặt Hoa Thiên Minh khó xử nói. Bất quá những người khác nghe thấy hắn nói lại buông lỏng một hơi, tựa như tảng đá lớn đặt ở trong lòng được buông xuống. Hoa Thiên Minh cổ quái nhìn đám người, nhất thời không biết vì sao, chẳng lẽ các ngươi đều hy vọng hắn trốn hay sao? Đại ca, xảy ra chuyện gì? Còn nữa, luyện dược sư chữa cho cửu công chúa đã mời đến chưa? Hoa Thiên Minh hỏi. Hoa Thiên Bảo thần sắc khó xử vô cùng, lắc lắc đầu nói, ta vừa đi gặp mặt đế chủ nói, bọn hắn cũng đang tìm người kia. Đó là chuyện tốt mà, chỉ cần tìm được dược thánh liền có thể giải quyết vấn đề thiếu phi. Tiểu tử tổn thương thiếu phi lần sau sẽ trực tiếp làm thịt hắn. Hoa Thiên Minh cười nói, nhưng trong lòng thì càng nổi lên nghi ngờ. Ta cũng nghĩ như vậy. Hoa Thiên Bảo hít sâu một cái, lời nói xoay chuyển nói, thế nhưng về sau đế chủ ngưng tụ dung mạo người kia cho ta xem. Nếu biết dáng dấp hắn ra sao, xuất động lực lượng hoa ra ta không tin tìm không thấy. Hoa Thiên Minh thập phần hưng phấn nói, hắn thực sự nghĩ không ra. Tại Đại Long Đế Triều, trừ chiếm lấy đế chủ chi vị, còn có cái gì là hoa gia hắn làm không được. Ngươi xem một chút đi. Khóe miệng Hoa Thiên Bảo có chút co lại, những người khác cũng không biết nói cái gì, sắc mặt thập phần khó coi. Tiếng nói vừa dứt, Hoa Thiên Bảo tiện tay vung lên, một đạo thân ảnh hồn lực xuất hiện ở trên không đại sảnh, Hoa Thiên Minh quay đầu nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi. Là hắn, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể chữa cho cửu công chúa? Sắc mặt Hoa Thiên Minh đại biến, lui ra phía sau mấy bước, trong mắt đều là vẻ khó tin. Tiêu Phàm tổn thương Hoa Thiếu Phi không mang mặt nạ, mặc dù trước đó Hoa Thiên Minh truy sát Tiêu Phàm đeo mặt nạ, nhưng Hoa Thiên Minh liếc mắt liền nhận ra. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, Tiêu Phàm chỉ là một tu sĩ chiến hoàng trung kỳ mà thôi, làm sao có thể giải quyết vấn đề cửu công chúa đây? Tất cả đều biết. Bệnh cửu công chúa Long Vũ chỉ có cửu phẩm luyện dược sư mới có thể giải quyết. Tiêu Phàm là cửu phẩm luyện dược sư, đánh chết Hoa Thiên Minh cũng không tin. Người này kêu là Tiêu Phàm, đế chủ mặc dù không nói rõ, nhưng đã ám chỉ ta không thể giết chết hắn. Thiên Minh, cũng may người không gây sai lầm lớn, ta hy vọng các ngươi cũng đều phải nhớ kỹ điểm này. Hoa Thiên Bảo băng lãnh con ngươi đảo qua bốn phía nói. Vâng, gia chủ. Đám người đều gật đầu, chỉ có Hoa Thiên Minh còn muốn nói cái gì lại bị Hoa Thiên Bảo cắt ngang,
phất phất tay nói, đều đi xuống đi. Người Hoa gia cung kính thối lui, sau một lát chỉ còn lại Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh. Hoa Thiên Minh không cam lòng nói, đại ca, Hoa gia ta cứ thế bị qua mặt sao, chẳng lẽ việc này liền tính như vậy? Tự nhiên không thể tính như vậy. Hoa Thiên Bảo cùng vừa nãy so sánh, tựa như biến thành một người khác, ánh mắt vô cùng băng lãnh, tổn thương con ta, giết chiến hoàng Hoa gia thì phải trả lại máu. Hoa Thiên Bảo đối với nhi tử cục cưng vô cùng quý giá, cực kỳ cưng chiều, bây giờ biến thành hầu tử khiến hắn như thế nào không giận. Hành động của Tiêu Phàm không chỉ vũ nhục Hoa Thiên Bảo, đồng dạng cũng là vũ nhục Hoa gia. Hơn nữa, Tiêu Phàm còn giết tứ đại chiến hoàng trung hậu kỳ Hoa gia, việc này Hoa gia tuyệt đối nuốt không nổi. Bất quá, đế chủ hạ lệnh chúng ta tự nhiên không thể công khai giết hắn, chỉ có thể vụng trộm động thủ, huống chi, kim châm trong thể nội thiếu phi cũng chỉ có hắn có thể lấy ra. Hoa Thiên Bảo còn nói thêm, ta có thể khẳng định cho ngươi biết, Hoa thiếu phi chết chắc, ai cũng cứu không được hắn. Hoa Thiên Minh không khỏi nghĩ tới lời nói trước đó của Tiêu Phàm, toàn thân khẽ run lên, trong lòng nặng nề vô cùng. Hoa Thiên Minh thập phần không cam lòng nói, đại ca, thực chỉ có tiểu tử kia có thể cứu thiếu phi. Ta cũng không rõ, nhưng Vân Nhàn nói như vậy, ta không dám đánh cược. Hoa Thiên Bảo lắc đầu, Vân Nhàn trong miệng hắn, dĩ nhiên chính là Vân Tông Sư trước đó. Vậy cũng chỉ có bắt sống hắn, chỉ là tiểu tử kia muốn bắt hắn cũng rất khó. Trong mắt Hoa Thiên Minh hiện lên vẻ tàn khốc. Hắn trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ liền mời tiểu tử kia trở về là được. Dầu gì cũng chờ hắn chữa bệnh cho Hoa thiếu phi rồi giết chết hắn a. Nhưng hiện tại, coi như bắt sống hắn cũng chưa chắc hắn nguyện ý chữa bệnh cho Hoa thiếu phi. Chuẩn bị đi. Hoa Thiên Bảo ngưng tiếng nói, Thiên Minh, ngươi qua một lúc phái người đi dán bố cáo, nói thiếu phi phát bệnh, tìm người cứu chữa, có lẽ có ít giang hồ có thể giải quyết vấn đề thiếu phi cũng nên. Vâng, đại ca. Hoa Thiên Minh gật đầu. Mặt khác, người dẫn người lùng bắt Tiêu Phàm toàn thành, tìm được hắn thì hảo tâm hảo ý đem hắn về, tốt nhất là âm thầm mang về, không cho người Long gia biết. Hoa Thiên Bảo còn nói thêm, ngữ khí có vẻ hơi băng lãnh, nếu như hắn nguyện ý chữa cho con ta cũng liền thôi, có thể cho hắn một cái chết thống khoái, nếu như chị không tốt, ta muốn hắn hối hận vì sống trên đời này. Vâng, đại ca, ta biết phải làm sao. Trong mắt Hoa Thiên Minh lóe lên vẻ tàn nhẫn. Không bao lâu, cả tòa Long Hoàng Đế Đô khắp nơi đều dán nội dung bố cáo, chính là thiếu chủ Hoa gia có quái bệnh, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề thiếu chủ Hoa gia, có thể trở thành khách khanh trưởng lão Hoa gia. Gần như đồng thời, đông đảo cường giả chiến hoàng Hoa gia bí mật xuất động, bắt đầu lùng bắt Tiêu Phàm toàn thành. Thoáng cái qua ba ngày, Hoa gia âm thầm lùng bắt Tiêu Phàm khắp nơi, nhưng Tiêu Phàm lại hoàn toàn không thấy tăm hơi, tựa như tiêu thất vào hư không. Giờ phút này, trong ngõ nhỏ cực kỳ vắng vẻ ở Long Hoàng Đế Đô, nơi này xem như xóm nghèo Đế Đô, rất ít người chú ý. Người Hoa gia tự nhiên nghĩ không ra Tiêu Phàm liền ở chỗ lụi bại này, hắn tốn 500 trung phẩm hồn thạch để thuê mấy ngày. 500 trung phẩm hồn thạch đối với Tiêu Phàm mà nói cũng không tính là gì, nhưng đối với người bình thường mà nói, đây chính là một bút không ít tài phú. Hơn nữa, khí tức hồn lực trên người Tiêu Phàm đã hoàn toàn biến dạng. Cho dù Hoa Thiên Minh cũng không phân biệt ra được, cho nên ba ngày này cũng bình yên vô sự trôi qua. Hồn biến liếm tức thuật không hổ là công pháp bát phẩm, vậy mà tốn của ta mấy ngày, ngược lại phân cân thác cốt thủ vừa học liền biết. Tiêu Phàm thầm nói, thử trước một chút phân cân thác cốt thủ xem hiệu quả thế nào. Vừa dứt lời, hồn lực quanh thân Tiêu Phàm hơi hơi chuyển động, hồn lực ba động cùng khí tức hồn lực vốn có của Tiêu Phàm hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là điểm khiến Tiêu Phàm cực kỳ chấn kinh. Hồn biến liếm tức thuật thật đúng là không phải bình thường. Ken két, ngay sau đó, một trận thanh âm chật khớp xương vang lên, trên người Tiêu Phàm nổi lên một đám mụn nhỏ, trên mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ. Mẹ kiếp, phân cân thác cốt thủ mặc dù chỉ là lục phẩm chiến kỹ nhưng quá đáng sợ, dùng để bức cung địch nhân tuyệt đối tiết kiệm rất nhiều công sức. Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng. Loại thống khổ này so với kinh mạch mở rộng còn muốn đau hơn. Tiêu Phàm tự hỏi năng lực tiếp nhận thống khổ không tệ, nhưng giờ phút này cũng phải nhe răng trợn mắt, có thể thấy loại đau nhức này rất đáng sợ. Không sai biệt lắm thời gian 20 hô hấp, quanh thân Tiêu Phàm khôi phục yên tĩnh, cùng lúc đó thân hình hắn hoàn toàn phát sinh biến hóa.
Nguyên bản khuôn mặt kiên nghị hơi có vẻ mượt mà, trở nên tuấn tú không ít, lại tăng thêm da thịt trắng nõn, rất có tiềm chất tiểu bạch kiểm. Hơn nữa không chỉ dung mạo, thân hình cùng trước kia cũng hoàn toàn khác biệt, trước đó có khoảng 1m8, hiện tại chỉ có hơn 1m7 mà thôi. Hiện tại bộ dáng này vô luận ai cũng không nhận ra ta. Tiêu Phàm rất có vài phần vẻ đắc ý, thầm nói, phân cân thác cốt thủ cùng hồn biến liếm tức thuật phối hợp thật đúng là thiên y vô phùng, nấp kỹ mấy ngày cũng nên ra ngoài nhìn xem. Tiêu Phàm lách mình liền biến mất ở trong phòng, không bao lâu liền xuất hiện ở trên đường phố. Long Hoàng đế đô vẫn náo nhiệt phồn hoa như vậy, không có quá nhiều biến hóa, người bình thường căn bản không biết người tam đại tổ chức sát thủ đang ở Long Hoàng đế đô tiến hành sát phương thí luyện. Sát phương thí luyện rất nhiều nhị lưu tam lưu gia tộc đều không biết, càng không cần nói đến dân chúng. À, làm sao nhiều người như vậy? Ánh mắt Tiêu Phàm trong nháy mắt bị đám người vây quanh nơi xa hấp dẫn, đi qua xem xét, bố cáo trên lan can lại dán duy nhất một tin tức. Hoa gia thiếu gia, cảm nhiễm quái bệnh, chữa trị thiếu gia, có thể trở thành khách khanh trưởng lão của hoa gia, thưởng một tòa. Tiêu Phàm lẩm bẩm nội dung trên bố cáo, trong lòng hết sức cổ quái. Hoa gia thiếu gia, không phải là hoa thiếu phi bị ta dùng tỏa hồn châm phong ấn sao? Hoa gia cũng không hổ là đại gia tộc, vậy mà nguyện ý cung phụng một chức vị khách khanh trưởng lão, hơn nữa phần thưởng kia có vẻ như cũng không ít. Bên trong não hải Tiêu Phàm suy nghĩ nhanh chóng lóe qua, không thể không nói, những cái này khiến hắn đều có chút tâm động. Đúng rồi, hoa gia dòng chính chỉ có một cây độc miêu này, sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để cứu hoa thiếu phi. Tiêu Phàm tay phải xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ. Hoa gia cùng đại ly sở gia khác biệt, sở gia không có toàn lực cứu sở khinh cuồng bởi vì giá quá lớn, hơn nữa không nhất định cứu được. Thứ hai bởi vì sở gia không chỉ có sở khinh cuồng là thiên tài, sở dịch phong cũng không kém bao nhiêu. Mà hiện tại hoa gia dòng chính chỉ có một tên. Ta hiện tại mặc đồ này, hẳn không có người có thể nhận được ta, hơn nữa người bình thường cũng không thể lấy ra tỏa hồn châm, có lẽ có thể hảo hảo dọa dẫm hoa gia, dù sao còn có 20 ngày nữa, ta cũng không có sự tình để làm. Bất quá, hiện tại thi triển hồn biến liếm tức thuật, ta cũng chỉ có thể kiên trì 2 ngày. Hai ngày sau đó phải nghỉ ngơi để thể tiếp tục thi triển, cứ qua hai ngày rời đi một lần, làm như vậy đi. Tiêu Phàm gõ ngón tay, đi đến cột bố cáo trực tiếp đem bố cáo lôi xuống. Người này tuổi trẻ như thế chẳng lẽ cũng là một luyện dược sư? Đoán chừng là lường gạt đi, phần thưởng kia là hoa gia khách khanh trưởng lão đó, ai không muốn đi thử, vạn nhất thành công thì sao? Huống chi cho dù không trị được, hoa gia cũng sẽ không để cho người tay không mà về. Ngươi thật đúng là đừng nói, hiện tại hoa gia đông như chảy hội, rất nhiều người đều nhận luyện dược sư đi xem bệnh cho tiểu hầu gia, bất quá một khi phát hiện là lừa đảo liền trực tiếp phế tu vi, có mấy người đã gặp báo ứng. Đừng tưởng rằng hoa gia là kẻ ngu, bọn hắn không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhất định là luyện dược sư công hội đều thúc thủ vô sách, mới có thể dán ra bố cáo dạng này. Đám người ánh mắt hoài nghi nhìn Tiêu Phàm, không kiêng nể gì cả nghị luận. Bất quá Tiêu Phàm căn bản không quan tâm những cái này, thân ảnh hắn đã đi xa. Đi trước chuẩn bị một chút đạo cụ rồi đi qua, muốn giết ta phải trả giá thật lớn. Trong lòng Tiêu Phàm đã có dự định, đi dạo trên đường cái, lúc này mới hướng hoa gia đi đến. Long Hoàng đế đô cùng Ly Hỏa đế đô khác nhau, cũng không có chia làm nội thành và ngoại thành, chỉ là đội ngũ tuần tra càng thêm nghiêm mật mà thôi. Tiêu Phàm mua một tấm địa đồ Long Hoàng đế đô. Liền nhắm thẳng vị trí hoa gia. Lúc chạng vạng tối, Tiêu Phàm đi tới cửa ra vào hoa gia, khiến hắn rất ngạc nhiên là cửa ra vào hoa gia vậy mà xếp thành một hàng dài, trong tay mỗi người đều cầm một tờ bố cáo. Mà mẹ nó, nhiều người như vậy, luyện dược sư Đại Long Đế Triều đều là rau cải trắng sao? Tiêu Phàm nổi giận mắng, hồn lực quét mắt một vòng, phần lớn nhìn không sót tu vi của ai. 5-60 người chỉ có 5-6 người là tu vi chiến hoàng cảnh, những người khác đều là tu vi phía dưới chiến vương cảnh. Khiến hắn dở khóc dở cười là có tu sĩ chiến tôn cảnh cũng tới tham gia náo nhiệt, thực coi tỏa hồn châm của hắn dễ dàng rút như vậy sao? À, một tiếng hét thảm từ cửa ra vào truyền đến, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả lực chú ý mọi người, chỉ thấy hai hộ vệ kéo một người máu me khắp người đi tới, tùy ý ném ở trên đường cái. Cửa ra vào có một vết máu hết sức đỏ tươi,
dọa những người khác lảo đảo một cái. Dám giả mạo luyện dược sư, đây chính là kết cục. Đi thôi, hôm nay bận bịu, có thật nhiều người bị phế rồi. Hai hộ vệ Hoa Gia lạnh lùng liếc mắt nhìn huyết nhân, phun một ngụm đàm liền tiến vào trong phủ đệ. Những người khác thấy thế không khỏi lạnh run, không ít người hai chân bắt đầu run rẩy, sau đó cúi đầu thoát ly đội ngũ. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp, nguyên bản 5-60 người vậy mà chỉ còn lại 8 người, hơn nữa những người bao quanh Tiêu Phàm đều không thấy tăm hơi. Hoa Gia khách khanh trưởng lão lực hấp dẫn quá lớn, vậy mà nhiều người giả mạo luyện dược sư như vậy, bất quá chỉ còn lại những người này đoán chừng là có chút thực lực. Tiêu Phàm híp hai mắt, nhìn phía trước còn sót lại 7 người, thầm nghĩ trong lòng. Người bóc bố cáo, đi theo ta. Đúng lúc này, lại một hộ vệ Hoa Gia xuất hiện nhìn 8 người Tiêu Phàm bọn hắn, liền đi vào trong phủ. Tiêu Phàm đi theo hộ vệ Hoa Gia vào, hắn tim đập cũng tương đối nhanh, mặc dù biến hóa dung mạo, cải biến khí tức hồn lực nhưng hắn cũng sợ bị nhận ra. Có tật giật mình, đều có chút khẩn trương, Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ. Huống chi, Hoa Gia muốn giết hắn, hắn bây giờ lại nghênh ngang tiến đến, nếu để cho Hoa Gia nhìn ra thân phận hắn, đoán chừng trực tiếp chính là giết chết. Vạn nhất bị phát hiện, trước tiên chạy trốn, chỉ cần không có chiến đế, ai cũng không ngăn được ta. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Bất chi bất giác, hộ vệ Hoa Gia mang bọn hắn vòng qua từng tòa viện, đi tới chỗ sâu hoa phủ, một tòa nhã cư tươi mát. Nơi này cỏ xanh lấp lấp, không khí mới mẻ, chim hót hoa nở, có một phen phong vị riêng biệt. Tiểu viện bốn phía năm bước một cương vị, 10 bước một chạm gác, thủ vệ thập phần xâm nghiêm, đủ để có thể thấy được Hoa Gia đối với Hoa Thiếu Phi coi trọng như thế nào. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Hoa Thiếu Phi là người thừa kế duy nhất gia chủ Hoa Gia tương lai, tự nhiên không thể để cho hắn nhiễu loạn. Các ngươi chờ tại nơi này. Ngữ khí hộ vệ không phải rất tốt, nguyên bản hắn đối với những người dám bóc bố cáo thái độ coi như hòa ái. Nhưng mấy ngày này người giả mạo luyện dược sư quá nhiều, hơn nữa số lượng người bị hắn phế tu vi cũng không ít, thái độ cũng chậm chậm chuyển biến. Không có một chút trình độ cũng dám đến chữa bệnh, đây không lừa gạt Hoa Gia sao? Hộ vệ Hoa Gia đi vào bên trong viện, không bao lâu lại đi tới, nhìn 8 người Tiêu Phàm bọn hắn nói, theo tuần tự, một người vào, ngươi là thứ nhất. Tiếng nói vừa dứt, nam tử hơn 50 tuổi đi vào, bọn Tiêu Phàm có thể cảm nhận được hắn khẩn trương, bởi vì bước chân hắn hơi hơi run rẩy. Không đến thời gian nửa chén trà nhỏ, nam tử lần nữa đi tới, khiến đám người thở phào là nam tử kia cũng không bị phế tu vi, trên mặt hắn ngược lại lộ ra một tia đắc ý. Hiển nhiên, nam tử này nhìn ra đồ vật, được Hoa Gia khen ngợi. Những người khác cũng buông lỏng một hơi, Tiêu Phàm xếp cuối cùng, khí định thần nhàn, hắn lo lắng duy nhất chính là Hoa Thiên Minh nhận ra hắn. Về phần cái khác, Tiêu Phàm hoàn toàn không đặt ở trong lòng, dù sao tỏa hồn châm là đích thân hắn đánh vào. Từng tu sĩ đi vào trong sân, 7 người phía trước Tiêu Phàm, có 3 người bình thường rời đi, nhưng 4 người kia không có vận khí tốt như vậy. Toàn bộ bị phế tu vi, bị ném như ném chó chết trên đường cái. Hoa Gia không hổ là đại gia tộc, thực vô cùng bá đạo, hảo hảo dọa dẫm các ngươi một bút cũng coi như thay trời hành đạo. Trong lòng Tiêu Phàm lạnh lùng. Còn lo lắng cái gì, đến ngươi. Hộ vệ kia nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ngẩn người tại chỗ, lập tức phẫn nộ quát. Hắn thấy Tiêu Phàm nhìn thấy 4 người phía trước bị phế, trong lòng khiếp đảm mà thôi. Nếu như hắn biết Tiêu Phàm là đang muốn dọa dẫm Hoa Gia như thế nào thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Được. Tiêu Phàm bình tĩnh gật đầu, đi theo hộ vệ vào viện, vòng qua ngoại viện tiến vào bên trong nhã cư, nhìn thấy thủ vệ bốn phía xâm nghiêm, trong lòng Tiêu Phàm cũng hơi có chút khẩn trương. Đột nhiên, con người Tiêu Phàm rơi bên trên một bóng người, vừa lúc con mắt người kia cũng trông lại, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì chạy trốn. Bởi vì trong mắt hắn, người kia chính là người mấy ngày trước đuổi giết hắn, Hoa Thiên Minh. Còn người Hoa Thiên Minh băng lãnh nhìn Tiêu Phàm, không có bất kỳ biểu thị, cũng không có xuất thủ. Tiêu Phàm rốt cục cũng buông lỏng, thầm nói, hắn hẳn là không nhận ra ta, bằng không sẽ trực tiếp động thủ, không bình tĩnh như thế. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hết khẩn trương, trong lúc bất chi bất giác đã đi tới cửa gian phòng. Tiểu tử, đừng trách ta dọa ngươi, ngươi nếu có thể nhìn ra một chút đồ vật. Hoa Gia ta tất không bạc đãi ngươi.
nếu ngươi muốn đục nước béo cò thì chuẩn bị đủ tâm lý đi. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, nói chuyện chính là Hoa Thiên Minh. Tại hạ mặc dù không dám hứa chắc có thể nhìn ra vấn đề Hoa thiếu gia, nhưng thế sự không tuyệt đối, các hạ không cần làm ta sợ, ngươi nếu không tin, tại hạ tự nhiên rời đi là được. Thần sắc Tiêu Phàm không thay đổi nói. Bởi vì xương cốt toàn thân sai chỗ, hầu kết hắn phát ra thanh âm cũng không phải thanh âm như trước, thanh âm hiện tại hùng hậu nhưng lại mang một chút tử tính, vô cùng dễ nghe. Hoa Thiên Minh hơi hơi ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, cũng dám cùng mình nói chuyện như thế. Hơn nữa, trước đó những người kia bị hắn hù dọa một cái đều tim mật phát run, tiểu tử này vậy mà mảy may không sợ, chẳng lẽ hắn thật có chút trình độ? Ngươi không phải sợ à? Hai mắt Hoa Thiên Minh khẽ híp một cái, tựa như muốn đem Tiêu Phàm xem thấu, hắn đang cố ý khảo nghiệm Tiêu Phàm. Ha ha ha, sợ, tại hạ còn chưa từng sợ cái gì, nếu dám đến, bản thân không lẽ không có chút công phu gì? Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, cười cực kỳ cuồng vọng. Người trẻ tuổi tự tin là tốt, cháu của ta ngay bên trong, người có thể nhìn ra vấn đề không? Hoa Thiên Minh dẫn đầu đi vào trong phòng. Trong lòng thưởng thức cách làm người của Tiêu Phàm. Không cần. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trong lòng hơi hơi kinh dị, Hoa Thiếu Phi là chất nhi hắn, người này hẳn là Hoa gia nhị gia Hoa Thiên Minh. Trước khi đến Hoa gia, Tiêu Phàm đối với Hoa gia đều nghiên cứu một phen, liền nhận ra thân phận Hoa Thiên Minh, toàn bộ Hoa gia dám gọi Hoa Thiếu Phi là chất nhi cũng chỉ có Hoa Thiên Minh. Làm sao, sợ rồi. Sắc mặt Hoa Thiên Minh bỗng trầm xuống. Từng tia sát khí xuất hiện. Tiêu Phàm căn bản không nhìn Hoa Thiên Minh, ngược lại nhìn một hộ vệ bên cạnh, vênh mặt hất hàm sai khiến nói, thay ta chuyển một chiếc ghế tới, ta ngồi ở chỗ này. Sắc mặt hộ vệ kia âm tình bất định, Hoa Thiên Minh nhíu mày nói, đi chuyển băng ghế ngồi tới. Vâng, nhị gia. Hộ vệ cung kính thối lui, rất nhanh liền chuyển một chiếc ghế tới. Tiêu Phàm không chút khách khí ngồi xuống, vỉnh chân bắt chéo. Trong bàn tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một cỗ sợi tơ, một đầu thắt ở đầu ngón tay, bên kia ném cho Hoa Thiên Minh nói, đem một đầu này thắt ở trên cổ tay người bệnh, trung gian huyền không. Sắc mặt Hoa Thiên Minh âm trầm vô cùng, bất quá vẫn không có cự tuyệt, hắn rất muốn biết Tiêu Phàm muốn chơi trò xiếc gì. Bên cạnh hộ vệ cười lạnh không thôi, nếu tiểu tử ngươi qua một lúc không làm ra cái trò gì, nhất định sẽ chết rất thảm. Tiêu Phàm giờ phút này nỗi lòng thập phần yên tĩnh, nguyên một đám suy nghĩ lóe qua. Thậm chí ngay cả Hoa Thiên Minh có thể truy tung khí thức hồn lực người đều không nhận ra ta, vậy ta còn có cái gì phải sợ đây? Muốn hung hăng dọa dẫm Hoa gia ngươi, tự nhiên muốn hảo hảo bộc lộ tài năng, bức đẹp một lần để Hoa gia ngươi đối với tiểu gia gia ta tin tưởng vững chắc không nghi ngờ mới đúng. Hiện tại các ngươi hận ta thấu xương, qua một lúc chờ lão tử Huyền Ti Trần Mạch nhìn ra vấn đề Hoa Thiếu Phi. Xem các ngươi còn không thành thành thật thật quỳ sát dưới chân tiểu gia gia. Được. Hoa Thiên Minh từ trong phòng đi tới. Được, ta Huyền Ti Trần Mạch cho hắn, nhìn tình huống như thế nào, tất cả yên lặng cho ta, không nên quấy rầy. Tiêu Phàm một bộ cao thâm mặt chắc, chậm rãi nhắm mắt lại, thắt sợi tơ trong tay hơi hơi rung động, để cho người ta nhìn qua giống như rất nghiêu bức. Còn người Hoa Thiên Minh nhìn Tiêu Phàm hiện ra một tia lãnh quang, nhếch miệng lên. Tiêu Phàm híp hai mắt, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra, cho người ta một loại cảm giác mê mang. Tiểu Bạch Kiểm này thật đúng là có thể giả bộ, tuổi còn trẻ làm cái gì không tốt, vậy mà tới lừa gạt, đáng tiếc hắn đến nhầm nơi. Đúng vậy, hôm nay bị ta phế cũng có 6 người, hắn nếu tính trong tay ta là người thứ 7. Ta mới phế 5 người, người này nhường cho ta đi. Dám đến Hoa gia lừa gạt, không giết hắn đã là quá nhân từ với hắn. Cách đó không xa, mấy hộ vệ xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập vẻ cười trên nỗi đau của người khác, tên gia hỏa này dám đến đây lừa gạt, chính là tự tìm cái chết. Mẹ nó, Hoa Thiên Minh nhìn qua coi như trung thực, không nghĩ tới âm hiểm như thế, nếu như lão tử không có thực lực thật đúng là bị ngươi đùa nghịch. Trong lòng Tiêu Phàm giận mắng không thôi, đem 18 đời tổ tông Hoa Thiên Minh ân cần thăm hỏi 100 lần. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên mở hai mắt. Thế nào, các hạ có thể nhìn ra cái gì? Hoa Thiên Minh mở miệng nói, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang. Hoa thiếu gia, không,
Hoa tiểu thư huyết khí không thua thiệt, sắp tới có thể sẽ hành động bất tiện, ta đưa cho nàng một phương thuốc, mấy ngày nay hảo hảo điều trị một phen liền có thể. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hoa tiểu thư, các hạ đây là ý gì? Hoa Thiên Minh sầm mặt lại, một cỗ khí thế cường đại lao thẳng tới Tiêu Phàm mà đến. Tiểu tử này thật đúng là tự tìm cái chết, trong này nào có hoa tiểu thư, rõ ràng chỉ có tiểu hầu gia. Tên gia hỏa này không phải là nam nữ đều không thấy rõ chứ, lại dám bóc bố cáo. Một đám hộ vệ bị lời nói Tiêu Phàm khiến cho chấn kinh, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm giống như nhìn một người chết. Ta nói phải hay không phải, các hạ tâm lý nắm chắc, cáo từ. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, đứng dậy liền đi. Trong lòng khinh thường nói, cho là đem sợi tơ thắt ở trên cổ tay nha hoàn liền có thể đùa nghịch lão tử sao. Ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên lợi hại. Hoa Thiên Minh đột nhiên cười lên ha ha, vội vàng ngăn Tiêu Phàm nói, tiểu huynh đệ đừng nóng giận, vừa mới chỉ là tại hạ nhất thời hứng khởi, muốn thí nghiệm một chút tài nghệ y thuật của ngươi mà thôi. Giờ phút này trong lòng Hoa Thiên Minh cũng bình tĩnh, mới vừa nghe được Tiêu Phàm vênh mặt hất hàm sai khiến, trong lòng hắn cũng vô cùng khó chịu. Lúc Tiêu Phàm đem sợi tơ cho hắn, hắn cũng đại khái đoán được cái gì. Vì làm khó Tiêu Phàm, Hoa Thiên Minh cũng không đem sợi tơ thắt ở trên cổ tay Hoa Thiếu Phi, mà là thắt trên cổ tay nha hoàn. Không nghĩ tới thật đúng là bị Tiêu Phàm nhìn ra, phải biết trong gian phòng đó có thể cách trở hồn lực dò xét, Tiêu Phàm không có khả năng biết tất cả bên trong. Cũng chính là bởi vì như thế mới chứng minh Tiêu khác biệt, Huyền Ti Trần Mạch thậm chí ngay cả nam nữ đều phân biệt ra. Tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường. Trong phòng, sắc mặt nha hoàn đỏ bừng, vội vàng cởi sợi tơ trong tay ra. Ngại quá, ta tính tình của ta chính là như thế, mỗi ngày chỉ nhìn một người, hôm nay là ngươi lãng phí cơ hội rồi. Tiêu Phàm bất vi sở động, nếu muốn trêu chọc hắn, vậy dĩ nhiên muốn trêu chọc thỏa thích, bản thân tài trí hơn người, hoa gia mới có thể vào bẫy. Lẻn vào hoa gia cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Phàm không muốn thời khắc đều bị động, nhất định phải bắt lấy quyền chủ động, mà hiện tại chính là một cơ hội. Ách! Hoa Thiên Minh nhất thời nghẹn lời, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng tụ tại chỗ, ở Long Hoàng Đế Đô, ai không cho Hoa Thiên Minh ta mặt mũi, tiểu tử ngươi cũng dám không nể mặt ta. Tự cho là có chút năng lực liền có thể diễu võ dương oai sao. Đang lúc Hoa Thiên Minh chuẩn bị nổi giận, trong phòng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, tiểu huynh đệ là cao nhân. Mời ở lại hoa gia nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xem bệnh cho tiểu nhi, thế nào? Vừa dứt lời, Hoa Thiên Bảo một thân hoa phục cẩm y từ trong phòng đi tới, trước đó muốn thăm dò Tiêu Phàm cũng là xuất phát từ hắn. Xin lỗi, xem bệnh có thể, bất quá tại hạ quen tự do, đợi ở hoa phủ thực sự không tiện, nghĩ đến hoa thiếu gia bị bệnh cũng không phải 2-3 ngày có thể chữa cho tốt. Tiêu Phàm không chút do dự cự tuyệt. Nói đùa cái gì thế? Để cho ta lưu ở chỗ này, qua một ngày nữa công hiệu hồn biến liếm tức thuật một khi mất đi tác dụng, há không phải lộ ra nguyên hình. Một khi ở hoa phủ, Tiêu Phàm muốn rời đi cũng coi như không đơn giản như vậy. Ngươi làm sao biết thiếu phi bệnh 2-3 ngày chỉ không tốt, ngươi hiện tại không phải còn chưa có nhìn sao. Còn ngươi Hoa Thiên Minh băng lãnh nhìn Tiêu Phàm, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm đã sớm nghe được cái gì. Rất khó sao, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Lấy thực lực hoa ra không nói đến bát phẩm luyện dược sư, mời mấy thất phẩm luyện dược sư không khó lắm đi. Thất phẩm luyện dược sư đều chỉ không được vấn đề này, có thể là 2-3 ngày giải quyết được sao? Tiêu Phàm nói khiến Hoa Thiên Minh ngậm miệng không nói gì, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Xin hỏi tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Hoa Thiên Bảo đột nhiên nói ra. Huyền Hoàng. Tiêu Phàm chắp tay một cái nói. Nguyên lai là Huyền Hoàng dược sư. Cửu ngưỡng đại danh. Hoa Thiên Bảo cười nhạt một tiếng, Huyền dược sư, nếu không, ngươi lưu tại hoa phủ nghỉ ngơi, có thể tùy ý xuất nhập, thấy thế nào? Hoa Thiên Minh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhiều năm như vậy, trừ người bên ngoài hoa phủ thì ai có thể tùy ý xuất nhập hoa phủ? Hắn không biết Hoa Thiên Bảo vì sao sẽ cho Tiêu Phàm điều kiện như vậy. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng cười lạnh không thôi, còn cửu ngưỡng đại danh. Ngươi nha chẳng lẽ còn nghe nói qua Huyền Hoàng sao? Đem ta lưu tại hoa phủ là muốn giám thị ta đi. Nếu như không phải hồn biến liếm thức thuật có thời gian hạn chế, lưu xuống cũng không thành vấn đề. Thực sự xin lỗi. Tiêu Phàm vẫn lắc đầu,
Điều này khiến thần sắc huynh đệ Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh cứng lại, nhưng thanh âm Tiêu Phàm tiếp tục vang lên, kỳ thật, Huyền Mẫu cũng không phải không thể nhìn người thứ hai. A, à, ánh mắt Hoa Thiên Bảo sáng lên, thủ pháp huyền ti trần mạch cũng làm cho hắn hết sức ngạc nhiên, có lẽ tiểu tử này có thủ đoạn cũng khó nói. Chỉ là phương pháp bắt mạch đối với tâm thần ta tổn hại cực lớn, phải nghỉ ngơi để có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Tiêu Phàm thập phần khó coi nói. Thiên Minh, đi lấy Ninh Thần Hoa, còn có Thiên Nhiên Tử Tham đến cho Huyền Dược Sư điều dưỡng tâm thần. Hoa Thiên Bảo không chút do dự mở miệng nói. Ninh Thần Hoa, con người Hoa Thiên Minh co rụt lại, đây chính là bát phẩm linh dược đó, giá trị liên thành không nói, bình thường rất khó mua được, lại đưa cho tiểu tử này. Chủ yếu nhất là tiểu tử này rõ ràng là đang cố ý dọa dẫm, bộ dáng nào có bị hao tổn tâm thần. Bất quá nhìn thấy con người Hoa Thiên Bảo kiên định, Hoa Thiên Minh hít sâu một cái nói, vâng, đại ca. Nhìn Hoa Thiên Minh rời đi, trong lòng Tiêu Phàm cũng hơi kinh hãi. Hoa gia thủ bút thật đúng là đáng sợ, thầm nghĩ trong lòng, Hoa Thiên Minh gọi người này là đại ca, lại gọi Hoa Thiếu Phi là tiểu nhi, người trước mắt hẳn là Hoa gia gia chủ Hoa Thiên Bảo, xuất thủ thật đúng là xa xỉ. Vậy thì cảm ơn Hoa gia chủ. Tiêu Phàm hơi thi lễ nói, nhưng trong lòng vui mở lời. Bát phẩm Ninh Thần Hoa, đây chính là linh dược cực kỳ hy hữu. Không chỉ là chữa trị tâm thần rất tốt, hơn nữa còn có thể khiến người ta rất dễ dàng tiến vào trạng thái tu luyện linh hoạt kỳ ảo, đối với lĩnh ngộ ý cảnh có chỗ tốt cực lớn. Dựa vào Ninh Thần Hoa có lẽ ta có thể lập tức lĩnh ngộ tam trọng hủy diệt chi ý và khoái mạn chi ý. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, bất quá hắn cũng biết nếu như không xuất ra tài nghệ thật sự, Ninh Thần Hoa cũng có khả năng là bùa đòi mạng hắn. Gạch nối. Sau nửa ngày, Hoa Thiên Minh quay lại, trong tay có hai hộp ngọc. Hắn hết sức không muốn đem hộp ngọc giao cho Hoa Thiên Bảo, nhất là gốc cây Ninh Thần Hoa kia, cho dù hắn muốn dùng một chút, Hoa Thiên Bảo cũng trực tiếp cự tuyệt. Mà hiện tại vì Hoa Thiếu Phi lại đem một gốc Ninh Thần Hoa đưa cho ngoại nhân, việc này khiến trong lòng Hoa Thiên Minh cam tâm như thế nào được. Huyền Dược Sư, đây là một chút tâm ý Hoa Mỗ, mời nhìn vấn đề tiểu nhi. Trên mặt Hoa Thiên Bảo miễn cưỡng lộ ra ý cười, nếu như không phải vì Hoa Thiếu Phi là dòng độc đinh, hắn cũng không nỡ đem một gốc Ninh Thần Hoa tặng người khác. Đây là đồ vật quá quý giá, Huyền Mỗ nhận lấy thì ngại. Tiêu Phàm hơi hơi chối từ nói ra, bất quá hai tay lại gắt gao bắt lấy hai hộp ngọc. Điều này khiến huynh đệ Hoa Thiên Bảo và Hoa Thiên Minh có loại xúc động muốn đánh người, tiểu tử ngươi nhận lấy thì ngại, vậy thì không cần nhận là được, vì sao còn phải gắt gao nắm lấy hộp ngọc thế? Hoa Thiên Bảo cuối cùng vẫn buông hai hộp ngọc, trong lòng khẽ cắn môi. Âm thầm an ủi bản thân, vì cứu con ta, một gốc Ninh Thần Hoa tính là gì? Tiêu Phàm tiếp nhận hai cái càng tốt, sau một khắc khiến hai người thổ huyết là, Tiêu Phàm trực tiếp ngay trước bọn hắn mặt mở hộp ngọc ra. Chẳng lẽ đường đường Hoa gia gia chủ ta còn dùng giả đồ vật đến lừa gạt ngươi hay sao? Trong lòng Hoa Thiên Bảo giận mắng, nhưng lại không dám nói gì. Tiêu Phàm tổn thương con trai của hắn và chữa cho cửu công chúa Long Vũ đã không tìm ra. Hắn đành phải đem hy vọng ký thác vào trên người Huyền Hoàng trước mắt. Ba ngày nay, hắn gặp qua vô số người, nhưng chỉ có Huyền Hoàng mới cho hắn cảm giác thập phần riêng biệt. Huyền ti trần mạch quỷ dị khó lường không nói, hắn rõ ràng chỉ có hơn 20 tuổi lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thâm trầm. Cho nên hắn tạm thời chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người Huyền Hoàng. Vị này là Hoa nhị gia đúng không? Tiêu Phàm thu hồi Ninh Thần Hoa cùng Thiên Niên Tử Tham. Nhìn về phía Hoa Thiên Minh nói. Ngươi cũng biết, Hoa Thiên Minh cau mày một cái. Rất khó sao, những hộ vệ kia xưng hô ngươi là nhị gia, đây lại là Hoa Phủ, còn có ai dám xưng nhị gia? Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười, Hoa Thiên Minh hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Phiền phức dựa theo phương thức vừa nãy, đem sợi tơ thắt trên cổ tay Hoa Thiếu gia, lần này cũng đừng thắt sai đó, tâm thần ta hao tổn là chỉ có Ninh Thần Hoa mới có thể bù lại. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Hừ. Hoa Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, bất quá một chiêu này thật đúng là hiệu quả. Nguyên bản Hoa Thiên Minh còn muốn lừa gạt hắn một chút, nhưng vừa nghĩ tới Ninh Thần Hoa, tâm hắn lại nhỏ máu, nào còn dám trêu đùa Tiêu Phàm. Hoa Thiên Bảo nghe vậy, trong lòng tựa như kim đâm, vừa nãy vì hắn muốn thử dò xét Tiêu Phàm, lúc này mới lãng phí một gốc Ninh Thần Hoa. Huyền Dược Sư,
nếu không đi vào thay tiểu nhi nhìn xem. Hoa Thiên Bảo nói ra, Huyền Ti Trần mạch nào có tự tay bắt mạch, làm sao chuẩn xác được. Hoa gia chủ đừng vội, Huyền mỗ thử xem. Tiêu Phàm cười cười, thời điểm Hoa Thiên Minh đi ra, Tiêu Phàm chậm rãi nhắm mắt lại. Hồn lực tỏa hồn châm ba động, lần này không có trêu chọc ta. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, vừa nãy nếu như không phải hắn thật có chút tài năng, đoán chừng hiện tại đã ra đường. Trong phòng, Hoa Thiếu Phi yên tĩnh nằm ở trên giường, thân thể co ro một đoàn như con khỉ. Bị Tiêu Phàm gây thương tích đêm hôm đó, Hoa Thiếu Phi cười xong toàn thân thoát lực, Hoa Thiên Bảo không thể không đem hắn đánh hôn mê, nếu như tiếp tục cười, Hoa Thiếu Phi đoán chừng phải cười đến chết. Thời gian nửa nén hương sau, trên đầu Tiêu Phàm chảy ra không ít mồ hôi, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệch, huynh đệ hai người Hoa Thiên Bảo nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm, trong lòng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Huyền Ti Trần mạch này thực hao tổn tâm thần. Nghĩ vậy, trong lòng hai người cũng không khỏi tin tưởng Tiêu Phàm mấy phần. Đại ca, nhìn tiểu tử này thật hay không lừa gạt chúng ta, chuyện này khiến tâm thần hắn hao tổn cực lớn, có lẽ hắn xác thực có thể chữa cho Thiếu Phi. Hoa Thiên Minh truyền âm nói. Hoa Thiên Bảo gật đầu cũng không nói cái gì, cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm mở hai mắt, Hoa Thiên Bảo vội vàng hỏi, Huyền Dược Sư, như thế nào? Khó, khó, khó. Tiêu Phàm lắc đầu, thật sâu thở dài. Lời này vừa nói ra, hai huynh đệ Hoa Thiên Bảo lập tức mắt trợn tròn, bất quá Hoa Thiên Bảo rất nhanh liền lấy lại tinh thần nói, Huyền Dược Sư, người nói khó nhưng cũng không phải là không có hy vọng đúng không? Ngươi có biết ba cây kim châm trong cơ thể hắn là châm gì không? Tiêu Phàm gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Nghe thấy Tiêu Phàm nói ra ba cây kim châm, con người Hoa Thiên Bảo hơi sáng lên, hắn tìm rất nhiều luyện dược sư, bao gồm không ít thất phẩm luyện dược sư, nhưng không có một ai có thể nói ra lai lịch ba cây châm này. Tiêu Phàm mặc dù nói khó, nhưng hắn là người thứ nhất không nói ba chữ không thể trị. Là châm gì? Hoa Thiên Minh cũng có chút bị năng lực Tiêu Phàm tin phục. Tỏa hồn châm, Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, cơ hội rốt cục cũng đến, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, muốn giết ta thì phải bỏ ra đủ đại giới, xem ta như thế nào chơi chết các ngươi. Nghe thấy ba chữ tỏa hồn châm này, Hoa Thiên Bảo và Hoa Thiên Minh biến sắc, bọn hắn mặc dù không biết tỏa hồn châm là cái gì, nhưng nghe tên hình như rất lợi hại. Tỏa hồn châm, dĩ nhiên là khóa hồn hải một người lại, hơn nữa còn có tất cả tinh khí thần của người đó. Tiêu Phàm giải thích nói, trên mặt cũng là vẻ trầm trọng, lại nói, khóa lại hồn hải một người còn đỡ, nhưng có thể tùy tiện giải quyết tinh khí thần một người là hư vô phiêu miểu, căn bản bắt không đến, muốn rút ra thực rất gian nan. Huyền Dược Sư, vô luận gian nan như thế nào, Hoa Mỗ đều sẽ không buông tha, mời nói rõ cụ thể. Hoa Thiên Bảo trịnh trọng nói, hắn chỉ có một nhi tử cục cưng quý giá, hắn mà không cứu thì ai sẽ cứu. Để ta nói cho các người biết, tỏa hồn châm dung nhập tinh khí thần Hoa Thiếu gia, một khi cưỡng ép rút ra sẽ làm bị thương đến căn cơ của hắn, khả năng cực lớn sẽ biến thành một đứa ngốc. Tiêu Phàm giải thích, nhưng trong lòng thì cười lên, hồn hải Hoa Thiếu Phi giờ phút này đã thụ thương, hẳn là có người động vào tỏa hồn châm. Vậy làm sao bây giờ? Hoa Thiên Minh không cần nghĩ ngợi hỏi. Trong lòng trầm trọng tới cực điểm. Ai? Tiêu Phàm thật sâu thở dài, nói, rút tỏa hồn châm kỳ thật cũng không khó, nhưng mấu chốt là hồn hải Hoa Thiếu gia thụ thương, chiến hồn bị hao tổn, tinh khí thần lúc đầu đang trôi qua. Muốn chữa cho hắn, nhất định phải đem chiến hồn và hồn hải chữa trị, sau đó khôi phục tinh khí thần, về sau ta lại dựa vào đan dược trị liệu mới có thể thử nghiệm rút tỏa hồn châm. Huyền Dược Sư, ngài có thể chữa trị chiến hồn và hồn hải sao? Ngữ khí Hoa Thiên Bảo đối đãi Tiêu Phàm cũng mang theo vài phần tôn kính. Có thể là có thể, nhưng ta vân du tứ phương, trên người không có dược tài, như vậy đi, ta đi luyện dược sư công hội và tam đại thương hội nhìn xem. Tiêu Phàm gật đầu nói. Chẳng phải một chút dược tài thôi sao? Thiên Minh, mang Huyền Dược Sư đi bảo khố lựa chọn, thiếu khuyết lại đi luyện dược sư công hội mua. Hoa Thiên Bảo cực kỳ đại khí hào sảng nói. Ánh mắt Hoa Thiên Minh lấp lóe không yên, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này không phải lại muốn chơi chiêu sư tử ngoạm chứ. Vậy không tốt đâu. Trong lòng Tiêu Phàm hơi động, bất quá vẫn bất động thanh sắc lắc đầu nói. Hôm nay vừa mới lừa một gốc ninh thần hoa và một gốc thiên niên tử tham,
cũng không nên tiếp tục lừa nữa, làm việc tốt thường gian nan, dù sao tỏa hồn châm còn không phải của mình sao. Hoa gia chủ, như vậy đi, Huyền Mỗ đem một chút dược tài viết ra, các người tự đi lấy, ta cũng đi bên ngoài tìm xem. Qua mấy ngày lại đến, dù sao Hoa thiếu gia tạm thời cũng không có nguy hiểm quá lớn. Tiêu Phàm còn nói thêm. Hoa Thiên Bảo do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu nói, Thiên Minh, cùng tiễn Huyền Dược Sư. Đại ca, người cảm thấy Huyền Hoàng này nói có phải là thật hay không? Đưa tiễn Tiêu Phàm, Hoa Thiên Minh lần nữa trở lại trong sân, sắc mặt hơi trầm xuống nói. Người họ Huyền, ta còn chưa từng nghe nói qua, bất quá thủ pháp hắn quả thật có chút quỷ dị, coi như hắn sớm biết rõ vấn đề thiếu phi, nhưng tình huống nha hoàn hắn không thể biết trước được. Hoa Thiên Bảo cau mày một cái. Hắn cũng không tuyệt đối tin tưởng Tiêu Phàm, về phần Ninh Thần Hoa, hắn cũng chỉ là liều một phen mà thôi. Việc này xác thực rất quái lạ, ta còn chưa từng nghe nói qua có người có thể dùng huyền ti trần mạch, tiểu tử này quá mơ hồ. Hoa Thiên Minh gật đầu, trong lòng vẫn có chút không được bình tĩnh. Đúng vậy, bất quá nếu hắn nói ra vấn đề thiếu phi, hơn nữa còn nói ra phương pháp cứu chữa, chúng ta cũng có thể đi xác minh một hai. Hoa Thiên Bảo thản nhiên nói, lại khôi phục bộ dáng cao thâm mặt chắc. Ta biết, ta sẽ mang toa thuốc này đi tìm tông sư, cũng đem sự tình hôm nay nói với hắn. Hoa Thiên Minh một bộ minh bạch. Hoa Thiên Bảo gật đầu, hiển nhiên hắn cũng có ý tứ này, bất quá lại bổ sung một câu nói, mặt khác, người phái người theo dõi Huyền Hoàng, đừng để hắn chạy, cũng đừng khiến hắn phát hiện. Ninh Thần Hoa Hoa ra không phải dễ lấy như thế, nếu như chị không tốt cho thiếu phi, hắn cũng phải chết. Đại ca yên tâm, ta biết phải làm sao. Hoa Thiên Minh để lại một câu nói liền biến mất ở trong sân. Lại nói Tiêu Phàm, sau khi rời khỏi Hoa Phủ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, xem ra vẫn là không yên lòng ta à. Linh giác Tiêu Phàm cường đại biết bao, muốn tránh thoát hắn dò xét cũng không dễ dàng, hắn nhìn một chút liền phát hiện phía sau có mấy người đi theo, chỉ là cũng thập phần bí ẩn, rất khó phát hiện mà thôi. Tiêu Phàm mỉm cười, dứt khoát đi dạo ngay trên đường, dù sao hồn biến liễm tức thuật còn thời gian thi triển hơn một ngày. Lúc buổi chiều, Tiêu Phàm tìm một gian quán rượu ăn chút đồ vật, trạng vạng tối, Tiêu Phàm đến luyện dược sư công hội cùng tam đại thương hội mua sắm một chút dược tài. Tất cả nhìn qua giống như là vì Hoa thiếu phi mà bận rộn, đồng thời thuận tiện quan sát phong cảnh Long Hoàng đế đô. Lúc đến nửa đêm, Tiêu Phàm mới tìm một gian khách sạn, tuyển một gian biệt viện. Giao nửa tháng tiền phòng. Người trở về bẩm báo gia chủ, chúng ta để mắt ở nơi này. Ngoài khách sạn, có mấy đạo thân ảnh âm thầm thoáng hiện. Tiếng nói vừa dứt, mấy bóng đen đột nhiên biến mất, hướng về bốn phía khách sạn bay đi, hoàn toàn đem Tiêu Phàm giám thị tại ở trong biệt viện. Thôi vậy, nếu không cho ta rời đi, vậy thì thay ta hộ pháp đi, ta cũng vừa vặn thử hiệu quả Ninh Thần Hoa như thế nào. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm cũng không có lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, mà cầm một chuôi đao khắc vào bên trong phòng ốc. Khoảng một canh giờ sau, trên vách tường trong phòng có vô số đường vân lạc ấn, Tiêu Phàm trong nháy mắt đánh một đạo hồn lực hướng về hư không. Ông, chỉ một thoáng, trong phòng tản ra từng đạo quang mang, bất quá chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt quang mang liền biến mất không thấy gì nữa, đồng thời vô số đường vân cũng biến mất còn có. Cách không hồn giới cỡ nhỏ có thể phòng ngừa dò xét của bất kỳ kẻ nào dưới chiến đế cảnh. Tiêu Phàm hết sức hài lòng tác phẩm bản thân. Ngay sau đó, bên cạnh Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một bóng người, dung mạo kia cùng hắn giống nhau như đúc, dĩ nhiên chính là U Linh Nhất Hào mà Bác Lão đưa cho hắn. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm mới thả tâm thần, sau đó thân thể vặn vẹo một trận, vẻn vẹn thời gian mười mấy hô hấp liền biến thành hình dáng như cũ. Trong bàn tay xuất hiện một cái hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, bên trong lập tức lộ ra một đóa hoa bạch sắc trong suốt, nụ hoa tươi non giống như tiên tử. Phía trên cánh hoa quanh quẩn từng tia khí tức huyền diệu, hít vào cũng làm người ta toàn thân thư thái. Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí gỡ lấy một mảnh cánh hoa Ninh Thần Hoa ngậm trong miệng. Vừa vào trong miệng, Tiêu Phàm cảm giác cả người đều muốn phi thăng. Không hổ là bát phẩm Ninh Thần Hoa, Tiêu Phàm vội vàng nhắm mắt lại. Rất nhanh liền nhập định. Người Hoa gia âm thầm chú ý đến động tĩnh Tiêu Phàm bên trong biệt viện. Cũng đúng lúc này,
Bầu trời đêm Long Hoàng Đế Đô có ba bóng đen đang nhanh chóng xuyên toa, tốc độ nhanh vô cùng. Phía trước là một thân ảnh áo đen cực kỳ chật vật, tóc lộn xộn tản ra một cỗ hương thơm nhàn nhạt, rất hiển nhiên người chạy trốn là một nữ tử. Đừng chạy, người chạy không thoát. Phía sau có hai bóng đen theo đuổi không bỏ, tốc độ không chậm, lại cùng bóng đen phía trước kia một mực duy trì khoảng cách. Diêm La Phủ, các ngươi thật đúng là âm hiểm, Huyết Lâu ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đạo hắc ảnh phía trước kia tựa như hết sức yếu ớt, phẫn nộ nhìn hai người phía sau nói. Âm hiểm, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, cái gì gọi là sát phương thí luyện ngươi không biết sao? Không từ thủ đoạn sống một tháng biết không? Chúng ta tự nhiên chọn thủ đoạn này. Huyết Lâu ngươi thích độc lai độc vãng, nhưng Diêm La Phủ lại là hai người một tổ hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta hiện tại liên thủ cũng rất bình thường, lại không có vi phạm quy tắc sát phương thí luyện. Bên trong sát phương thí luyện rất ít gặp nữ sát thủ, trở thành sát thủ lâu như vậy đến nay, ta còn thực sự không hưởng qua tư vị nữ sát thủ. Hôm nay có may mắn nhìn thấy, ta nhất định phải nếm thử, nữ sát thủ Huyết Lâu rốt cuộc là tư vị gì. Ta cũng muốn thử xem, ta không ngại ai tới trước, ha ha. Hai hắc y nhân phía sau ngươi một lời ta một câu. Tựa như đang chơi trò mèo bắt chuột, mặc dù đeo mặt nạ nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được vẻ dâm tà trên mặt hai người. Hai người các ngươi sẽ chết không yên. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng nữ tử truyền ra, nếu như Tiêu Phàm nghe được, nhất định sẽ nhận ra, nữ tử chính là Huyết Yêu Nhiêu. Bất quá giờ phút này Huyết Yêu Nhiêu lại không giống Yêu Nhiêu vũ mị lúc trước, sắc mặt nàng trắng bệch vô cùng, bản thân bị trọng thương. Một cỗ băng hàn chi khí từ trên người nàng tản ra cực kỳ đáng sợ, cỗ hàn băng chi khí kia đang không ngừng đông kết kinh mạch và hồn hải nàng, tràn ngập toàn thân. Chúng ngũ độc trưởng của ta, ngươi còn muốn chạy, không cần bao lâu, cả người ngươi sẽ triệt để hóa thành nước đặc. Trong đó một hắc y nhân mở miệng nói, hóa thành nước đặc cũng không có gì chơi vui, ta xem nàng cũng đã không có lực phản kháng, trực tiếp đến bắt đi. Một người khác tạ ơn cười nói. Cũng tốt. Tiếng nói rơi xuống, tốc độ hai người bỗng tăng tốc, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, từ hai phương hướng thẳng hướng Huyết Yêu Nhiêu. Huyết Yêu Nhiêu giờ phút này bị trọng thương, thân thể đều nhanh cứng ngắc, đâu là đối thủ của bọn hắn, nàng trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Muốn giết ta, các ngươi cũng đồng dạng phải chết. Huyết Yêu Nhiêu gầm lên một tiếng, chẳng biết tại sao, trong óc nàng đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh, người kia cũng không tính tuấn tú. Nhưng khuôn mặt lại thập phần kiên nghị. Điện chủ đại nhân, vĩnh biệt. Huyết Yêu Nhiêu buồn bã cười một tiếng, không sai, trong óc nàng xuất hiện khuôn mặt chính là Tiêu Phàm. Ngay cả Huyết Yêu Nhiêu cũng không biết vì sao tại thời khắc sắp chết, lại đột nhiên hiện lên thân ảnh Tiêu Phàm. Ong ong đột nhiên, từng đạo huyết sắc quang mang từ đỉnh đầu Huyết Yêu Nhiêu hiện ra một đóa, giống như từng đóa huyết hoa nở rộ, chói lọi yêu diễm. Dường như Yêu Nhiêu cao ngạo đang phóng thích ra sinh mệnh sán lạn cuối cùng cùng nàng. Bát phẩm đế huyết hoa, chạy mau. Hai hắc y nhân nguyên bản còn muốn châm chọc một cái, nhưng khi nhìn thấy huyết hồng đầy trời, trong lòng hai người đã run lên. Phốc phốc phốc, hai hắc y nhân vừa mới quay người, toàn thân liền đột nhiên nổ tung, giống như từng đóa huyết hoa yêu diễm tại hư không nở rộ. Thời gian chậm rãi trôi qua 4 canh giờ, giờ phút này chân trời đã bừng sáng. Trong phòng Tiêu Phàm lại là một mảnh đen kịt, từng đạo hắc sắc gợn sóng từ trên người hắn hiện ra, tràn đầy một loại khí tức hủy diệt, không khí đều bị đong lại. Chỉ một lát sau, sương mù màu đen đột nhiên quay cuồng gầm hét, sau đó như vạn phong về tổ, tiến vào thể nội Tiêu Phàm. Không hổ là bát phẩm ninh thần hoa, rốt cục triệt để lĩnh ngộ tam trọng hủy diệt chi ý. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, kết quả này khiến hắn hết sức hài lòng. Mấy tháng nay hắn một mực dừng lại ở nhị trọng hủy diệt chi ý đỉnh phong, cũng không cách nào phóng ra một bước này, không nghĩ tới thôn vệ một mảnh cánh hoa ninh thần hoa liền đánh phá cách ngăn tầng này. Nghỉ ngơi mấy canh giờ, lần nữa thi triển hồn biến liếm tức thuật mới có thể chống đỡ hơn một ngày. Tiêu Phàm thầm nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm lần nữa biến thành bộ dáng huyền hoàng, sau đó thu hồi u linh nhất hào sải bước ra khỏi phòng. Liếc mắt nhìn bốn phía. Trong mắt Tiêu Phàm cười khẽ một trận, người Hoa gia thật đúng là kiên nhẫn, hiện tại còn đang giám thị mình. Bất quá Tiêu Phàm cũng lơ đễnh, tạm thời xem như cái gì cũng đều không biết,
bút chướng này đều ghi tạc trên người Hoa Thiếu Phi. Đi tới đường cái, Tiêu Phàm thờ ơ đi dạo, cái nào cũng nhìn một lần, ngó ngó tựa như nhà quê vào thành thị. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm ngừng thân hình, trên đường phố phía trước vây đầy tu sĩ, trong lòng Tiêu Phàm thầm than, vô luận là ở đâu có chuyện gì cũng có nhiều người vây xem. Tiêu Phàm cũng có chút hiếu kỳ, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, liền hướng lấy đám người phía trước đi đến. Lưu nhiều máu như vậy, một người lại có bao nhiêu máu có thể chảy, ai, thiếu nữ này đoán chừng đã không thể cứu. Đoán chừng cũng không phải là người tốt, thời điểm thụ thương còn mặc y phục dạ hành, đoán chừng nhận không ra người hoạt động. Đi thôi, qua một lúc đội tuần tra sẽ đến xử lý, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Tiêu Phàm còn không có tới gần, tiếng nghị luận liền truyền vào lỗ tai hắn, tu sĩ nhìn một chút liền quay người rời đi, hiển nhiên không nguyện ý xen vào việc của người khác. Bất quá Tiêu Phàm nghe được ba chữ y phục dạ hành này, lại cau mày một cái, hiện tại đang tham gia sát phương thí luyện có lẽ là sát thủ tham gia sát phương thí luyện cũng côn trùng. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng vẻn vẹn chỉ nghĩ mà thôi, dù sao hắn bình thường đều là một bộ áo bào đen, có thời điểm chỉ là ưa thích bản thân mà thôi. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy dung nhan trắng bệch ngã trong vũng máu kia, tâm hắn hung hăng rung động một cái. Huyết! Tiêu Phàm vừa định kêu to nhưng lời nói vừa đến miệng trong nháy mắt nuốt xuống dưới. Không sai, nữ tử áo đen ngã trong vũng máu chính là Huyết Yêu Nhiêu. Nhận ra Huyết Yêu Nhiêu, Tiêu Phàm tự nhiên không dám gọi danh tự Huyết Yêu Nhiêu. Phải biết, trong tay những đại gia tộc có ký ức thủy tinh, ghi chép tất cả mặt người tham gia sát phương thí luyện. Huyết Yêu Nhiêu khẳng định cũng ở trong đó. Nếu như hắn to gan xông lên, rất dễ dàng sẽ bị cho rằng hắn cũng tham gia sát phương thí luyện. Chỉ là, chẳng lẽ liền mặc cho Huyết Yêu Nhiêu chết như vậy hay sao? Không có khả năng, cũng không phải Tiêu Phàm đối với Huyết Yêu Nhiêu có tình cảm đặc thù, mà là Huyết Yêu Nhiêu đã từng nhiều lần trong thời khắc nguy nan trợ giúp hắn, nếu như không có Huyết Yêu Nhiêu đoán chừng Đại Yến Vương Triều đều đã sớm bị hủy diệt. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bên trong não hải nguyên một đám suy nghĩ nhanh chóng lóe qua, nếu như không phải có thể cảm ứng được trên người nàng sinh cơ như có như không, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ cho rằng Huyết Yêu Nhiêu đã chết. Mặc kệ, không cứu nàng, nàng sẽ chết. Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng nóng nảy, bình tĩnh tâm thần, chậm rãi đi qua. Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi vẫn là không nên xen vào việc của người khác. Có người hảo tâm nhắc nhở Tiêu Phàm. Cách ăn mặc của Huyết Yêu Nhiêu khiến rất nhiều người kiêng kỵ. Trong đám người, có mấy người cau mày nhìn Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu, đáng tiếc cuối cùng lại khiến bọn hắn thất vọng. Phân cân thác cốt thủ cùng hồn biến liếm tức thuật, trên căn bản cải biến dung nhan cùng khí tức hồn lực một người, cho dù chiến đế cũng chưa chắc có thể xem thấu. Tiêu Phàm lơ đễnh nhìn tu sĩ bốn phía, ra vẻ trấn định nói, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp. Huống chi còn là mỹ nữ. Lập tức không để ý ánh mắt đám người, Tiêu Phàm ôm Huyết Yêu Nhiêu chuẩn bị hướng chỗ ở mà đến, đồng thời, dán bàn tay lên thân thể Huyết Yêu Nhiêu, truyền vào từng tia năng lượng bạch thạch tiến vào thể nội nàng. Không xem thì thôi, nhìn rồi liền khiến Tiêu Phàm giật mình, kinh ngạc không hiểu, không có khả năng, kinh mạch hoàn hảo, hồn hải hoàn hảo, làm sao có thể hoàn toàn không có hồn lực. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi như thế. Một người dù kinh mạch phá toái, hồn hải vỡ nát, hồn lực sẽ vẫn tồn tại. Nhưng giờ phút này, thể nội Huyết Yêu Nhiêu hoàn toàn không có bất kỳ hồn lực nào, không hề khác gì người bình thường. Tiêu Phàm cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng loại tình huống này hắn chưa từng thấy qua, đừng nói gặp, nghe nói đều chưa nghe nói qua. Nếu như Huyết Yêu Nhiêu chỉ là một người bình thường, không có hồn lực có thể lý giải, có kinh mạch cũng có thể lý giải. Nhưng lại làm sao có thể có hồn hải? Hồn hải, đây chính là thứ tu sĩ chiến vương cảnh trở lên mới có thể có được. Tiêu Phàm 1 đến 2, 2 đến 3 lần kiểm tra tình huống thể nội Huyết Yêu Nhiêu, đối với tu sĩ bốn phía chỉ trỏ hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Thế nhưng vô luận hắn dò xét như thế nào cũng không phát hiện bất luận hồn lực tồn tại, chỉ có tâm mạch còn nhẹ nhàng nhảy lên, chứng minh Huyết Yêu Nhiêu vẫn là một người sống. Chờ đã. Có vẻ như có một loại tình huống, không có bất kỳ hồn lực gì. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Huyết Yêu Nhiêu trong ngực, đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ kinh hãi. Nếu như thực sự là loại tình huống đó, Huyết Yêu Nhiêu nếu như không chết,
tương lai há không phải rất có thể thành thánh. Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ không được bình tĩnh. Chậm đã. Tiêu Phàm trong đám người đi ra, một đạo thanh âm thanh thúy êm tai vang lên, Tiêu Phàm một cái lộp bộp, đã dự định liều mạng. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một thiếu nữ mặc quần lụa mỏng màu tím nhạt đứng ở phía trước hắn, thiếu nữ mang theo một khối mạng che mặt màu tím, không thấy rõ khuôn mặt chân thực. Một đầu mái tóc dùng búi tóc tử chi san hô kéo thành hình, tóc mai hai bên cắm một mảnh mặt dây chuyền lưu ly châu tử sắc khiến cả người nàng lộ ra khí chất cao quý ung dung. Phảng phất như tiên, giống như hoa sen mới nở, mặc dù có mạng che mặt che lấp nhưng không khó tưởng tượng dưới khăn che mặt kia là một dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Nhìn thấy gương mặt này, tu sĩ bốn phía tất cả đều tỏa ra ánh mắt nóng bỏng, huyết dịch sôi trào. Là nàng. Trong lòng Tiêu Phàm ngưng tụ, hắn trong nháy mắt nhận ra nữ tử này. Đúng là Đại Long Cửu công chúa Long Vũ ngoại ý muốn cứu được, đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không biết cụ thể danh tự cùng thân phận nàng. Điều này cũng không có gì, chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi vào người mặc hắc sắc cẩm y có mùi hương cổ xưa bên cạnh Long Vũ, trên hông người thanh niên cột một dây lụa thanh sắc, trong lòng liền có chút không được bình tĩnh, trừ Long Thần còn có thể là ai. Gặp qua nhị đế tử, gặp qua cửu công chúa. Ngay sau đó, tu sĩ bốn phía nhao nhao hướng về hai người quỳ bái. Cửu công chúa, Tiêu Phàm mặc dù đã có phỏng đoán, nhưng trong lòng vẫn không được bình tĩnh, người hắn cứu vậy mà là Đại Long cửu công chúa. Nàng nắm giữ băng tộc huyết mạch, đối Đại Ly đế triều mà nói, không biết là họa hay phúc đây. Người đang gọi ta sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, tận lực để bản thân bình tĩnh xuống, trong lòng tự an ủi, giờ phút này hắn đã cải biến dung mạo cùng khí tức. Ai cũng không có khả năng nhận ra mình. Sắc mặt Long Vũ thập phần bình tĩnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thỉnh thoảng lấp lóe, con mắt linh động tựa như biết nói chuyện khiến Tiêu Phàm hơi tê tê. Cô gái nhỏ này không phải nhận ra ta chứ? Trong lòng Tiêu Phàm khẩn trương tới cực điểm, tu luyện tới bây giờ, hắn đối mặt một người còn không có khẩn trương như thế. Quan trọng nhất không phải vì thực lực, mà là vẻn vẹn sợ đối phương nhận ra hắn mà thôi. Trong lòng Tiêu Phàm có một vạn con thảo nê mã đang lao nhanh, sát phương thí luyện nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế thật đúng là bộ bộ kinh tâm, chỉ ít đối với hắn mà nói là như thế này. Không có gì, chỉ là ta tối hôm qua mất một kiện đồ vật, ta hoài nghi là nàng trộm. Long Vũ chỉ huyết yêu nhiêu trong ngực Tiêu Phàm nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, không ít người nhao nhao rời xa Tiêu Phàm mấy bước. Trộm đồ vật cửu công chúa đây không phải muốn chết sao? Phải biết, đế chủ cùng nhị đế tử đều sủng ái cửu công chúa nhất. Lúc trước cửu công chúa bởi vì phát bệnh kém chút hương tiêu ngọc vẫn, đế chủ đau lòng nhức óc, hiện tại cửu công chúa phục sinh, còn không cưng chiều cục cưng quý giá của mình. Chỉ có Long Thần lộ ra vẻ cổ quái, tối hôm qua đế cung đều rất bình tĩnh, nào có thứ gì bị trộm. May mắn là khuôn mặt huyết yêu nhiêu thật sâu vùi sâu vào trong ngực Tiêu Phàm. Hắn căn bản nhìn không thấy, bằng không Long Thần tự nhiên cũng có thể liếc mắt nhận ra huyết yêu nhiêu. Nàng trộm hay không không liên quan đến ta cũng chỉ là một người đi đường, bất quá giờ phút này bản thân nàng bị trọng thương, mà ta là một luyện dược sư, trước tiên đem nàng cứu tỉnh, người tìm nàng đòi đồ vật là được. Tiêu Phàm giờ phút này chỉ muốn thay huyết yêu nhiêu chữa thương, chỗ nào quản được nhiều như vậy. Hơn nữa, hắn cũng không thể bại lộ thân phận. Đây mới là phiền toái nhất. Được. Long Vũ gật đầu, chỗ sâu đáy mắt lóe qua một vòng quang mang giảo hoạt, nhìn Long Thần nói, nhị ca, thay bọn hắn mướn phòng, ta muốn nhìn nàng, không thể để cho nàng chạy. Long Thần cổ quái một trận, bất quá vẫn nhận lời Long Vũ, ở một bên khách sạn thuê một gian phòng trọ thiên tự hào. Tiêu Phàm cau mày một cái, cuối cùng vẫn hướng khách sạn đi đến. Cũng đúng lúc này. Trong đám người có một hai đạo thân ảnh chậm rãi thối lui, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, hai người rất có thể là sát thủ tham gia sát phương thí luyện. Bất quá, người Hoa gia truy tung Tiêu Phàm lại có chút không biết làm sao. Hiện tại làm sao bây giờ, hắn bị nhị đế tử cùng cửu công chúa mang đi rồi. Từ hình dáng nữ tử kia rất có thể là sát thủ tham gia sát phương thí luyện, bất quá cũng không nhất định, có lẽ thực chỉ là trộm đồ vật cửu công chúa. Bị tướng sĩ đế cung gây thương tích. Bất kể như thế nào, trước tiên đem việc này nói cho gia chủ để bọn hắn tới xử lý.
Mấy người Hoa Gia lặng yên biến mất, trong nháy mắt không thấy tăm hơi, dù sao Tiêu Phàm trong thời gian ngắn cũng không có khả năng chạy trốn, bọn hắn rất yên tâm. Tiêu Phàm ôm Huyết Yêu Nhiêu tiến vào khách sạn, dưới sự hướng dẫn của tiểu nhị, tiến vào bên trong một gian biệt viện thanh nhã. Long Thần cùng Long Vũ đi theo phía sau, Long Thần rốt cục nhịn không được hỏi, cửu muội, người quen biết bọn hắn. Làm sao mà biết được, Long Vũ cơ trí cười một tiếng, tựa như băng tuyết đều có thể hòa tan. Hai người đều rất lạ lẫm, người vừa mới tỉnh lại không lâu, hẳn không có gặp qua mới đúng. Long Thần suy nghĩ một chút nói, bất quá, người cũng không giống là người xen vào việc của người khác. Vậy chưa hẳn, nói không chừng tâm tính ta đại biến, hiện tại liền thích xen vào chuyện bao đồng. Long Vũ cười cười, giống như một đóa mẫu đơn nở rộ, tịnh lệ mà cao nhã, sau đó nghiêm mặt nói ta hoài nghi người này tâm thuật bất chính, không phải vì cứu nàng. Thế à, Long Thần nửa tin nửa ngờ, hắn phát hiện bản thân có chút nhìn không thấu cửu muội. Từ nhỏ đến lớn, Long Vũ mặc dù nhí nha nhí nhảnh nhưng làm người rất thiện lương, tu luyện tới bây giờ, hai tay cơ hồ không có tiêm nhiễm bất luận máu tươi. Lấy hiểu biết của Long Thần đối với Long Vũ mà nói, nàng không phải loại người tùy tiện hoài nghi người khác. Nhị ca, người tin tưởng ta là được. Long Vũ cười một tiếng, giống như gió xuân ôn hòa khiến nghi ngờ trong lòng Long Thần tất cả đều tiêu tán, lại nói ta đi vào giám thị hắn. Nhị ca ngươi nếu có việc gì thì trước tiên có thể rời đi, ta tự hồi cung được. Không được, Long Thần lập tức phủ định nói. Vậy ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta đi vào giám thị hắn. Còn không đợi Long Thần phản ứng, Long Vũ lắc mình một cái liền đi vào trong phòng, thuận tay đóng cửa phòng. Ngươi, Long Thần không còn gì để nói, nhưng lại không thể làm gì, đành phải ở bên ngoài chờ. Hắn tin tưởng, chỉ cần nàng cảnh giác. Lấy thực lực bản thân, ai cũng không làm gì được Long Vũ. Trong phòng, Tiêu Phàm cẩn thận từng ly từng tí buông Huyết Yêu Nhiêu xuống, quay đầu nhìn Long Vũ đi vào phòng, nói cửu công chúa, tại hạ muốn kịp thời chữa thương cho nàng, không cho phép quấy rầy. Ta không quấy rầy ngươi, ta ở nơi này nhìn. Long Vũ híp đôi mắt đẹp, ngồi bên ngoài, hai tay chống đỡ cái cằm, thập phần nghiêm túc nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cau mày một cái. Trong lòng không khỏi nghĩ thầm, cô gái nhỏ này không có bệnh, chẳng lẽ đối với ta vừa thấy đã yêu. Không thể không nói, hiện tại dung mạo hắn so trước đó muốn tuấn mỹ rất nhiều, hoàn toàn một bộ tiểu bạch kiểm. Tại hạ xem bệnh, không cho phép quấy rầy. Tiêu Phàm không chút do dự cự tuyệt nói. Ngươi để cho ta xem một chút đi. Long Vũ nháy mắt, lấy mạng che mặt xuống, lộ ra dung nhan tuyệt thế, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Nếu biến thành người khác, đoán chừng đã sớm mềm lòng đi, đáng tiếc người đối với ta vô dụng. Tiêu Phàm trong lòng nói ra, bất quá ngoài mặt vẫn duy trì tàn khốc, cứu người chữa thương, vạn nhất ra chút gì ngoài ý muốn sẽ chết người. Huyết Yêu Nhiêu thương thế quá nặng, Tiêu Phàm muốn cứu nàng nhất định phải thi triển lực lượng Bạch Thạch, làm sao có thể để cho nàng ở một bên nhìn. Bạch Thạch là bí mật lớn nhất trên người hắn, một khi bị người khác biết được. So với tu la truyền thừa còn làm cho người khác chấn kinh hơn. Ngươi, ngươi cũng quá không thông nhân tình. Long Vũ đột nhiên đứng dậy, biến thành hung hăng càn quấy, trên mặt lóe qua một tia quang mang giảo hoạt. Sau đó, từng tia hồn lực từ trên người nàng tràn ngập mà ra, bao phủ cả tòa gian phòng, Tiêu Phàm không biết vì sao. Ta biết ngươi là ai. Đột nhiên, Long Vũ mở miệng nói ra, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghe vậy, nhịp tim bỗng gia tốc, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia sát ý lạnh như băng, thiếu chút nữa thì xuất thủ. Nàng thức tỉnh băng tộc huyết mạch, ngay cả ta đều nhìn không ra tu vi nàng nên chắc không kém gì chiến hoàng cảnh trung kỳ, nếu ta động thủ, Long Thần tất nhiên sẽ xông tới, đến lúc đó Huyết Yêu Nhiêu coi như khó sống. Trong lòng Tiêu Phàm trầm tư, ta trước hai ngày vừa tới Long Hoàng Đế Đô. Ngươi là cửu công chúa cao quý Đại Long làm sao có thể nhận biết tại hạ. Tiêu Phàm khí định thần nhàn nói, thần sắc không hề bận tâm, hoàn toàn nhìn không ra. Đừng giả bộ, dù là bộ dáng người biến đổi nhưng trên người có hai đồ vật không thay đổi. Long Vũ hì hì cười một tiếng, lại ngồi xuống. Chẳng lẽ nàng thực nhận ra mình? Không thể nào. Tiêu Phàm trong lòng lộp bộp, sát ý kém chút bộc phát, ngưng tiếng nói, nguyện thỉnh giáo. Rốt cục cũng thừa nhận, nghe thấy Tiêu Phàm nói, thần sắc Long Vũ thập phần bình tĩnh.
Tiêu Phàm rốt cục biết Long Vũ hẳn là xác nhận thân phận hắn, căn bản không giống như đang cố ý lừa dối mình, chỉ là hắn ngụy trang căn bản không ai có thể nhận ra mới đúng. Long Vũ lại làm sao phát hiện được, chẳng lẽ băng tộc huyết mạch cường hãn như thế, ngươi yên tâm, không ai có thể nhìn trộm trong phòng. Long Vũ lại nói, đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, đa tạ ân cứu mạng của công tử. Ngươi như thế nào nhận ra ta? Tiêu Phàm hít sâu một hơi, bản thân lại phủ nhận đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, dứt khoát liền thừa nhận, có vẻ như cô gái nhỏ này cũng không có làm khó mình. Đối với một lễ này của Long Vũ, Tiêu Phàm cũng vui vẻ tiếp nhận, mặc dù hắn vì hấp thụ năng lượng hàn băng chi khí bàng bạc nhưng cũng là vì cứu nàng. Kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không nhận ra được ngươi, bất quá khi ngươi âm thầm chữa thương cho nàng, ta liền phát hiện ra ngươi. Ánh mắt Long Vũ sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nàng cũng hết sức kinh ngạc thuật ngụy trang của Tiêu Phàm. Âm thầm chữa thương cho nàng, Tiêu Phàm càng thêm không hiểu, khí tức hồn lực đều phát sinh biến hóa, ngươi thế nào phát hiện ra được? Không sai, bên trong hồn lực của ngươi có hàn băng chi khí của ta, mặc dù rất yếu nhưng ta vẫn dễ nhận ra. Long Vũ giải thích nói, hàn băng chi khí. Chẳng lẽ là bởi vì ta thôn phệ hàn băng chi khí của nàng khi nàng thức tỉnh huyết mạch chi lực, dung nhập bên trong hồn lực của ta? Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Lập tức cũng minh bạch Long Vũ vì sao nhận ra hắn, hắn thi triển hồn biến liếm tức thuật cải biến là khí tức hồn lực mà không có thay đổi khí tức hàn băng chi khí. Hơn nữa, hàn băng chi khí chính là khí tức đặc thù khi băng tộc huyết mạch thức tỉnh, Long Vũ trước tiên phát hiện cũng rất bình thường. Đương nhiên. Còn có một chút để ta khẳng định người cứu ta là ngươi. Long Vũ nhìn Tiêu Phàm nghi hoặc không thôi, lại nói, ánh mắt ngươi, mặc dù dung mạo ngươi cùng khí tức hồn lực cải biến, nhưng ánh mắt ngươi không đổi. Ta nói tiểu ni tử này, ngươi lúc đó chỉ liếc ta một cái mà thôi, ngươi liền nhớ ghi ánh mắt ta sao? Tiêu Phàm một mặt không tin, ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi sẽ không thích ca chứ? Đúng vậy, ta thích ngươi. Long Vũ thập phần nghiêm túc gật đầu. Trong mắt hiện ra thu thủy ba đào khiến Tiêu Phàm không còn gì để nói, nhưng mà nàng một chút cũng không giống như đang nói đùa, lại nói ta đã từng thề, ai nếu có thể chữa cho ta, ta liền lấy thân báo đáp, dứt khoát là như thế. Ngừng ngừng ngừng, Tiêu Phàm làm một thủ thế đình chỉ, hắn không thể không ngăn cản. Long Vũ càng nói càng thái quá, Tiêu Phàm tin tưởng vừa thấy đã yêu, nhưng cũng không khoa trương như vậy chứ. Đầu tiên, ta cứu ngươi cũng không phải là vì cứu ngươi, chỉ là hàn băng chi khí trên người ngươi đối với ta hữu dụng mà thôi. Tiêu Phàm quyết định hảo hảo giáo dục Long Vũ một chút. Thứ hai, ngươi đã nhận ra ta, chắc hẳn ngươi cũng nên biết rõ, đại ca Long Tiêu của ngươi là bị ta gây thương tích, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra thì người bình thường không có khả năng chữa cho hắn, ngươi và ta là cửu nhân mới đúng. Thứ ba, ngươi mới vừa nói ai chữa cho ngươi liền lấy thân báo đáp. Nếu như là người khác chữa cho ngươi, ngươi muốn lấy thân báo đáp chính là người khác, không phải ta, cho nên người ngươi thích cũng không phải ta. Thứ tư, ngươi còn quá nhỏ, bây giờ còn không hiểu cái gì là yêu thích, ta thừa nhận mình có chút xoái, nhưng ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Thứ năm, ta đã có bạn gái, đối với những nữ nhân khác không có hứng thú. Tiêu Phàm một hơi nói xong vốn cho là Long Vũ nên biết khó mà lui, thậm chí trực tiếp tự tay mình giết cửu nhân. Thật không nghĩ đến, Long Vũ cười rất sán lạn, rất chân thành nghe hắn nói. Còn nữa không, Long Vũ cười nói, hiển nhiên những lời kia đều không nghe lọt tai. Cô gái nhỏ này đâu có bị bệnh không vậy? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, có loại dự cảm cực kỳ không ổn. Nói xong rồi thì đến ta nói. Long Vũ hắng giọng, nghiêm mặt nói, thứ nhất, người cứu ta mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng nhân duyên là ông trời chú định. Đây chính là duyên phận ngươi và ta. Thứ hai, đại ca ta là bị ngươi gây thương tích, nhưng ngươi lại cứu ta, đối với Long gia mà nói, ân oán thanh toán xong, hơn nữa, nếu như ngươi lại cứu đại ca ta, chính là đối với Long gia ta có ân. Thứ ba, Long Vũ ta nói ra lời nói cho tới bây giờ không có thu hồi lại, vô luận ngươi có thích ta hay không, ta đều thích ngươi, ta chỉ quan tâm ta thích ngươi, ngươi có thích ta hay không hoàn toàn không liên quan đến ta. Thứ tư, ngươi mặc dù nhìn qua lớn hơn ta, nhưng tuổi thật ngươi cũng cùng ta giống nhau, ngươi không tư cách giáo dục ta, hơn nữa, dung mạo ngươi cũng không soái. Về phần thứ năm,
người có hay không có bạn gái cũng không liên quan đến ta, nam nhân nào chả có tam thê tứ thiếp. Long Vũ nói năng khí phách khiến Tiêu Phàm không biết nói gì, thậm chí cảm thấy đối phương nói mới là chân lý. Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì quỳ xuống, Long Vũ thật đúng là ân oán rõ ràng, yêu hận rõ ràng a, thế nhưng Tiêu Phàm thật đúng là tiêu hóa không nổi. Cái gì gọi là mặt dày mày dạn, Tiêu Phàm xem như chân chính bây giờ mới biết đến, Long Vũ muốn không phải hắn thì không gả đó. Cô nãi nãi, ngươi nói đều đúng, ngươi là Đại Long công chúa cao quý, ta không với cao được. Tiêu Phàm vẻ mặt đưa đám nói, hắn còn là lần thứ nhất trong lời nói rơi xuống hạ phong. Lấy địa vị và thân phận Long Vũ, còn có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, thế gian này người muốn lấy nàng rất nhiều, vì sao sẽ coi trọng hắn như thế? Tiêu Phàm không tin Long Vũ chỉ có thể chọn một mình hắn, thế nhưng càng nghĩ càng thấy trên người hắn cũng không có cái gì đáng giá để nàng nhớ thương mà. Ngươi trèo lên hay không lên, tâm lý ta nắm chắc. Long Vũ vẫn rất chân thành nói, trên người phát ra một loại quý khí cùng riêng biệt. Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, Long Vũ thật đúng là một kỳ nữ. Vẫn là cứu tốt bạn gái của ngươi đi, nếu như nàng đều không thèm để ý, vậy ngươi cũng không tất yếu để ý. Ngữ khí Long Vũ có chút ghen ghét nói, chậm rãi thu hồi hồn lực. Cô gái nhỏ này không phải là nghiêm túc chứ? Trong lòng Tiêu Phàm không còn gì để nói, Huyết Yêu Nhiêu cũng không phải bạn gái của ta. Hắn cũng biết Long Vũ không muốn tiếp tục cùng hắn tranh luận, bất đắc dĩ, Tiêu Phàm đành phải đưa ánh mắt rơi vào trên người Huyết Yêu Nhiêu. Nhìn Long Vũ liếc mắt, Tiêu Phàm biết muốn để cho nàng rời đi là không có khả năng. Trước tiên đem Huyết Yêu Nhiêu chữa cho tốt rồi nói, chờ sát phương thí luyện kết thúc, ta trực tiếp chạy trốn, chẳng lẽ còn làm gì được ta? Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, hồn lực từ trên người hắn thả ra, cách trở tất cả dò xét. Long Vũ dù sao cũng đuổi không đi, nhưng bên ngoài còn có Long Thần, Tiêu Phàm không thể không cẩn thận. Tâm thần khẽ động, mấy cây kim châm liền đánh vào thể nội Huyết Yêu Nhiêu, trọng yếu nhất tự nhiên là định hồn châm trên đỉnh đầu. Theo mấy cây kim châm đánh vào, khí tức trên người Huyết Yêu Nhiêu chậm rãi trở nên vững vàng, bậc thủ pháp này khiến Long Vũ kinh ngạc một trận. Không nghĩ tới chiến hồn Huyết Yêu Nhiêu lại là đế huyết hoa trong truyền thuyết. Đế huyết hoa một đời nở rộ, nếu như không phải gặp gỡ ta, đóa yêu nhiêu chi hoa này liền thực vĩnh thế héo tàn. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, không coi ai ra gì, tâm thần chậm rãi chìm vào bên trong chữa thương cho Huyết Yêu Nhiêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 31.